Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 78. Chương 771, Thái Sơ Ma Thần. Nghe nam tử áo vải nói ra hai chữ không học, Hàn Tuyệt cảm thấy hơi hoảng hốt. Nhớ năm đó Lý Khanh Tử thường xuyên dùng các loại chỗ tốt tới dẫn hắn ra ngoài, hắn cũng từng cự tuyệt như vậy. 100 vạn năm qua đi, Lý Khanh Tử hoàn toàn thay đổi, sớm đã không phải là cố nhân năm đó. Có lẽ linh hồn vẫn là linh hồn kia, nhưng người đã thay đổi. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy luân hồi không có ý nghĩa. Luân hồi cuối cùng chỉ tiện nghi cho những đại năng hạ phàm rèn luyện kia. Đối với phàm nhân mà nói, uống xong canh mạnh bà một khắc này có cái gì với hình thần câu diệt đâu chứ. Không phải toàn bộ phàm nhân cũng có thể gặp được đại năng làm thức tỉnh trí nhớ của mình. Có lẽ luân hồi tồn tại chỉ là vì đại năng không dám diệt quỷ hồn, sợ gánh vác nghiệp lực. Dẫu sao mỗi thời mỗi khắc đều có sinh hồn phách mới được sinh ra giữa thiên địa, không phải chỉ đến từ âm phủ, cũng có đến từ thiên đạo. Hàn Tuyệt cười nói, thật không học sao? Nam tử áo vải cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là Ngọc Thanh Thánh Tông, nếu như ngươi dám động thủ, rất nhanh sẽ bị mọi người phát hiện. Hàn Tuyệt vui vẻ, nói, ngươi càng cự tuyệt, ta càng phải dạy ngươi, ngươi cho dù gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe thấy, cái khu rừng trúc này đã bị ta ngăn cách. Nam tử áo vải quay người bỏ chạy, thân như cuồng phong. Hàn Tuyệt giơ tay lên, lập tức chuyển y đến trước mặt, đè xuống đất. Mặt của nam tử áo vải nện trên đồng cỏ, cảm giác mình thật giống như bị một tòa núi lớn áp chế, không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi vẫn là chưa đủ cẩn thận. Ngay lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta xuất hiện thì ngươi nên trốn, bởi vì ngươi cũng không phát giác được sự xuất hiện của ta, nói rõ bản thân ta đã lặng lẽ tiếp cận ngươi với ý đồ bất chính. Kiếp sau còn phải cẩn thận hơn một chút. Hàn Tuyệt khinh miệt cười nói, nghe thấy vậy nam tử áo vải tuyệt vọng. Đúng a, tại sao ta lại ngu xuẩn như vậy? Nam tử áo vải xuất hiện cảm giác vô tận hối hận. Y lập tức gặp phải trọng kích, bất tỉnh nhân sự. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, nam tử áo vải cảm giác mặt cồn cào, y chậm rãi mở to mắt. Y chợt trừng to mắt, dùng sức bật lên một cái, lập tức nhảy dựng lên. Y cảnh giác nhìn xung quanh, đã không thấy thân ảnh của Hàn Tuyệt đâu. Y ngạc nhiên phát hiện mình không nhớ ra được diện mạo của người nọ, chẳng lẽ là một giấc mộng. Chờ chút, nam tử áo vải phát hiện trong đầu mình nhiều hơn một luồng ký ức, đó là một bộ kiếm pháp. Thông Thiên Kiếm Đạo, không phải là mộng, là sự thật. Nam tử áo vải sờ lên thân thể của mình, phát hiện quần áo mình sạch sẽ, cũng không bị thương. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Y không khỏi nhớ lại Thông Thiên Kiếm Đạo, dần dần thay đổi sắc mặt. Kiếm pháp thật bá đạo. Không đúng, là kiếm đạo. Ta gặp phải kiếp nạn, hay là gặp phải quý nhân đây? Nam tử áo vải thì thào tự nói, y cẩn thận nhớ lại hình dáng của Hàn Tuyệt, nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra được, tuy nhiên thân ảnh kia mơ hồ lại cho y một loại cảm giác đã từng quen thuộc. Dường như trước đây thật lâu, y cùng với bóng người này rất quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc mơ hồ này bỗng nhiên khiến cho một luồng bi thương xông lên đầu. Nam tử áo vải lâm vào trong thất hồn lạc phách. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt. 100 năm qua đi, phân hồn đã kết thúc du lịch. Phân hồn trực tiếp tản ra, tất cả ký ức đều tràn vào trong óc của hắn. Hắn cũng lâm vào trong cảm khái. Lần du lịch này gặp một chút cố nhân. Tuy là cảnh còn người mất, nhưng hồi ức vẫn còn ở đó. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm trạng của mình, nở nụ cười, buông lỏng xong rồi, cũng nên tu luyện, thuận tiện tìm kiếm vị trí cho đạo tràng thứ 3. Hàn Tuyệt tâm thần khẽ động. Rất nhanh, Lưu Bị đến bái phỏng. Lưu Bị chính là phân thân luân hồi của Hàn Tuyệt, đoạt xá thân thể của đấu chiến thắng Phật, bây giờ cũng có tu vi chuẩn thánh. Lúc trước đảo ẩn môn chính là do Lưu Bị đi tìm được. Lưu Bị quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt, tất cung tất kính, nhìn như trấn định nhưng trong lòng lại rất bành trướng. Y vừa vui mừng, lại hơi hoảng. Vui mừng chính là Hàn Tuyệt còn nhớ rõ y, hoảng chính là Hàn Tuyệt có lẽ muốn giao cho y nhiệm vụ gì đó. Y kế thừa tính cách của Hàn Tuyệt, nhát gan cẩn thận. Tuy nhiên tu vi của y đã đình trệ thật lâu, cần cơ duyên để đột phá. Nhiệm vụ của Hàn Tuyệt chính là cơ duyên. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta cũng cần ngươi đi đến hỗn độn, tìm kiếm vị trí phù hợp cho đạo tràng mới. Việc này không thể nhắc đến với bất luận kẻ nào, ngươi có bằng lòng hay không. Khoảng thời gian này dài dằng dặc,
đoán chừng trong vòng hơn 10 vạn năm cũng khó có thể tìm được. Ta sẽ truyền cho ngươi một thần thông, nếu gặp nạn, bất cứ lúc nào cũng có thể kêu gọi ta. Hỗn độn, hơn 10 vạn năm, Lưu bị sợ tới mức toàn thân run rẩy. Y rất muốn cự tuyệt, nhưng nói không nên lời. Làm sao? Không muốn. Vậy thì được rồi. Hàn Tuyệt thấy Lưu Bị không có phản ứng, cảm thấy hơi thất vọng nói. Lưu Bị lập tức ngẩng đầu lên nói, ta nguyện ý. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười một cái, nói, ngươi xem cần chuẩn bị cái gì. Lưu Bị lắc đầu nói, không cần chuẩn bị. Lúc này Hàn Tuyệt vung tay áo, đưa Lưu Bị ra khỏi thiên đạo. Hỗn độn tuy lớn, nhưng gặp phải hỗn nguyên đại La Kim Tiên vẫn là rất khó, không đi tìm kiếm đại cơ duyên, chuẩn thánh rất khó bị hỗn nguyên đại La Kim Tiên để mắt tới. Nhân quả trên người Lưu Bị là đấu chiến thắng Phật, không tính ra được y là phân thân của Hàn Tuyệt, nhiều nhất bị tính ra được có liên quan với ẩn môn. Bây giờ đệ tử của ẩn môn đến hỗn độn rèn luyện không có ngàn vạn cũng có 500 vạn, cái thân phận này không đáng giá được nhắc tới. Địch nhân của Hàn Tuyệt cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng có thể dùng một tên đệ tử của ẩn môn tới uy hiếp hắn. Tuy nhiên Lưu Bị chắc chắn sẽ gặp phải một chút gập ghềnh, Hàn Tuyệt nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bắt đầu vận dụng công năng diễn hóa, nếu như ta thăng cấp khai thiên phủ lần nữa, khai thiên phủ có thể do ta nắm quyền khống chế nữa hay không? Diệu Duyên Thư không thể nhận chủ, để cho Hàn Tuyệt tăng thêm một tia kiêng kỵ đối với cực hạn chí bảo. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục 1.000 vạn ức năm? Đây đã là giá trị con người của sáng tạo đạo giả. Tiếp tục. Có thể, nhưng lúc thăng cấp thành công sẽ bị bàn cổ phát giác được Hàn Tuyệt nhíu mày. Bàn cổ tạm thời thấy không rõ tu vi, ở trong lòng Hàn Tuyệt thuộc về tồn tại không thể trêu chọc. Được rồi, tạm thời không thăng cấp, dù sao như vậy là đủ rồi. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, cầm trong tay đạo bảo cực hạn khai thiên phủ đại chiến 100 vị ngu kiếm thần thánh. Đồ sát, sảng khoái, lại đến, 200 vị, vẫn còn có thể đồ sát. 300 vị, cố hết sức, miễn cưỡng có thể thắng. 400 vị, bị hành ra bã, nhưng còn có thể kiên trì một khoảng thời gian. 500 vị, mẹ ơi, không đỡ được 10 hơi thở. Hàn Tuyệt rời khỏi mô phỏng thí luyện, trong lòng vẫn rất tự tin. Thực lực như vậy đã có thể tung hoành phía dưới đại đạo trí thượng. Đại đạo trí thượng cũng đều là những tồn tại thần bí hiếm thấy, sẽ không dễ dàng hiện thân. Lưu Bị tuyệt đối không có khả năng trêu chọc đến tồn tại đại đạo trí thượng. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Năm tháng như thoi đưa, năm vạn năm thoáng một cái đã qua. Hàn Tuyệt đi đến đạo tràng thứ hai, thả Mộc Tức Ma Thần đã được bồi dưỡng trước đó ra, để cho Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi. Đạo tràng thứ hai đã có 21 vị hỗn độn ma thần, coi như là một luồng lực lượng rất cường đại, nhưng cách trở thành quân đoàn còn xa. Hàn Tuyệt hỏi thăm Lệ Diêu và Ngộ Đạo Kiếm vài câu rồi lại trở lại đạo tràng chủ. Hắn đang muốn xem xét thông báo, bỗng nhiên, nhíu mày. Loại cảm giác này là... Hàn Tuyệt không khỏi bồn chồn lo lắng, dường như có đồ vật gì đó ở phương xa triệu hoán hắn. Hắn bắt đầu suy tính. Một giọng nói vang lên, vang vọng khắp trong đầu Hàn Tuyệt. Ta chính là Thái Sơ Ma Thần, lượng kiếp đại đạo sắp tới. Hồng Mông Ma Thần sẽ dẫm lên hỗn độn ma thần quật khởi. Mời toàn bộ hỗn độn ma thần đến lĩnh vực Thái Sơ, ta sẽ đoàn kết toàn bộ hỗn độn ma thần, cùng nhau chống lại lượng kiếp đại đạo. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 772 chia 3.000 ma thần, Hồng Mông Đan. Thái Sơ Ma Thần triệu tập hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt híp mắt, đây cũng không phải là điểm tốt. Tuy rằng hắn đã che giấu mình là Hồng Mông Ma Thần, nhưng hỗn độn này chỉ có thể có một vị Hồng Mông Ma Thần, sớm muộn sẽ bị nhằm vào. Cho dù không phải hắn, con của hắn cũng sẽ trở thành kẻ thù chung của hỗn độn ma thần. Ta muốn biết tu vi của Thái Sơ Ma Thần. Hàn Tuyệt âm thầm vận dụng công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 500 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Thái Sơ Ma Thần, đại đạo trí thượng cảnh hậu kỳ, hỗn độn ma thần, một trong 3.000 thái cổ ma thần giới thiệu rất đơn giản, trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra thân ảnh của Thái Sơ Ma Thần. Thân hình đáng sợ khó có thể hình dung, luồng khí thế kia không kiêng nể gì cả, tràn ngập khí phách khủng bố của cường giả vô địch. Hàn Tuyệt nhíu mày, rất mạnh nha. Thái Sơ Ma Thần sở dĩ truyền âm cho hắn, đoán chừng là do nhận định hắn cũng là hỗn độn ma thần. Nếu hắn không đi,
có thể bị quần thể hỗn độn ma thần bài xích, thậm chí căm thù hay không. Bằng không thì dùng phân thân tiến đến, coi như cho Thái Sơ ma thần một cái mặt mũi, thuận tiện hiểu rõ tình huống. Chỉ là lĩnh vực Thái Sơ ở nơi nào? Hàn Tuyệt nhíu mày. Đúng lúc này, một luồng ký ức tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt, đó là một tờ địa đồ mênh mông, chỉ rõ địa điểm nào là lĩnh vực Thái Sơ. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Không ngờ có thể truyền ký ức ở cự ly xa như vậy. Mấu chốt hắn cùng với Thái Sơ ma thần cũng chưa từng gặp nhau. Hàn Tuyệt chém ra một đạo phân hồn, để cho phân hồn khởi hành, nhanh chóng chui vào chỗ sâu trong hỗn độn. Sau đó, hắn lại mở thông báo ra kiểm tra. Đồ tôn Sở Thế Nhân hấp thu nguyện niệm của chúng sinh, luyện được thần thông. Đạo hạnh tăng mạnh hảo hữu Tà Thiên Đế bị đại năng thần bí tập kích, bị trọng thương con của ngươi Hàn Thác bị đại năng thần bí trấn áp. Rơi vào vô hạn thâm uyên đồ đệ Chu Phàm bị nguyên rủa thần bí hảo hữu Thần Bào đạo nhân luận đạo với đại năng thần bí. Đạo hạnh tăng trưởng hảo hữu Bàn Tâm bị hảo hữu Tỳ Thiên Lão Tổ tập kích. Bị trọng thương hảo hữu Hoàng Tôn Thiên tạo ra 3.000 thiên địa ma thần. Đạo hạnh tăng mạnh đồ đệ Đạo Chí Tôn bị yêu quái thần bí tập kích 7093-218 lần. Đồ đệ Triệu Hiên Viên, Tà Thiên Đế, Chu Phàm và Hàn Thác thường xuyên bị đánh, Hàn Tuyệt cũng đã thành thói quen. Nếu thật là gặp phải phiền phức không thể hóa giải, bọn họ sẽ thi triển thỉnh thần thuật. Ngược lại là Bàn Tâm, tại sao lại đánh sống đánh chết với mệnh rồi? Không phải là mất đi một pháp bảo thôi sao? Đáng giá để liều mạng như vậy không? Tỳ Thiên Lão Tổ từ sau khi hắc hóa, tu vi không ngừng tăng trưởng, cũng đã đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Lấy thực lực của Tỳ Thiên Lão Tổ nếu như có thể là cho Bàn Tâm bị thương nặng, chứng tỏ cũng có thể giết. Xem ra trong lòng Lão Tổ vẫn rất nhân nghĩa. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, Hoàng Tôn Thiên tạo ra 3.000 thiên địa ma thần. Cái quái gì vậy? Bắt chước ta à? Đột nhiên Hàn Tuyệt nhớ tới, thủy nguyên hồng mông trong cơ thể Hoàng Tôn Thiên muốn lột xác thành hồng mông ma. Thần, Hàn Tuyệt cũng bắt đầu tạo ra 3.000 ma thần, thủy nguyên hồng mông dĩ nhiên cũng biết. Chỉ là gã cũng không phải là hồng mông ma thần, cho nên ma thần chế tạo ra căn bản không thể so với hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong tương lai của Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên thật ra cũng không dựa vào Hàn Tuyệt, hầu như đều dựa vào tự thân mình quật khởi. Người như vậy mới phải có đại vận khí, đặt trong tiểu thuyết cũng có thể trở thành nhân vật chính. Xuống chút nữa, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên và Khương Dịch vẫn còn bị đánh. Tuy nhiên ba người này đã lấy lực chứng đạo, chứng được hỗn nguyên đại La Kim Tiên, coi như có tiến bộ, không uổng phí công chịu khổ. Nhìn hết một lượt, Hàn Tuyệt dường như đang cày phim, từ từng động thái trong thông báo hắn có thể tưởng tượng đến các loại chuyện xưa kinh tâm động phách, vui buồn lẫn lộn. Nói tóm lại, tạm thời không có xuất hiện sự tình gì làm Hàn Tuyệt bất an. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Cách lần đột phá trước đó đã qua 40 vạn năm, lần đột phá tiếp theo đã càng ngày càng gần. Trong tinh không, từng sợi hào quang bảy màu uốn lượn vờn quanh từng ngôi sao. Trên một ngôi sao màu xám trong số đó, ba người Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên và Khương Dịch ngồi đả tọa quay lưng lại với nhau, hình thành một hình tam giác. Khương Dịch đột nhiên hỏi, các huynh đệ, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Đạo Chí Tôn cũng không mở mắt, nói, chờ một chút, thời cơ còn chưa thành thục. Triệu Hiên Viên kêu lên một tiếng buồn bực. Khương Dịch oán giận nói, cái tên kia sẽ không gạt chúng ta chờ đợi chứ. Nói nơi đây cất giấu chí bảo, không phải là lấy chúng ta làm mồi đấy chứ. Triệu Hiên Viên không nhịn được mở miệng nói, lại bị lừa gạt, ta thật là muốn thối lui ra khỏi, ta muốn ở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, đi theo sư phụ tu luyện chưa chắc sẽ kém đâu. Dạo gần đây đám người Lệ Diêu và Mộ Dung Khởi được sư phụ lặng lẽ che giấu, nhất định là có đại cơ duyên. Còn có Chu Phàm kia, tiểu, tử kia không ngờ đã vượt qua ba người chúng ta, không thể nhẫn nhịn a. Chu Phàm bây giờ coi như là uy danh lan xa, lương tựa thiên đình, uy danh của đại đạo chi tháp ngay cả ba người bọn họ lang bạt khắp nơi cũng từng nghe nói tới. Đạo Chí Tôn nghiêm túc nói, Triệu Hiên Viên, lời nói gây nhụt chí như vậy ta không cho phép ngươi lại nói tiếp. Những năm này mặc dù để cho ngươi chịu khổ, thế nhưng mỗi khi có chỗ tốt gì, không phải ta vẫn cho ngươi hưởng thụ trước hay sao? Hơn nữa, ba chúng ta cũng đã chứng được hỗn nguyên đại La Kim Tiên, tốc độ tu hành đã tính là nhanh rồi. Về phần Chu Phàm, đó là một ngoại lệ, ngươi xem đệ tử thân truyền của Bách Nhạc Tiên Xuyên đi, phần lớn vẫn là chuẩn thánh đấy. Từ xưa đến nay, còn trẻ như chúng ta mà đã thành thánh nhân vốn là hiếm thấy, có thể nói là thiên kiêu mạnh nhất một thời đại, người có đại vận khí.
Nghe Đạo Chí Tôn nói, Triệu Hiên Viên liền nhức đầu. Khương Dịch không nhịn được cắt ngang, nói xa quá nha. Đạo Chí Tôn trầm mặc một lát, nói, chờ một chút, trong vòng 10 năm, nếu như lão không xuất hiện, chúng ta sẽ rời đi, có thể đi Thiên Đình và Đại Đạo Chi Tháp nhìn một cái. Nghe vậy, Triệu Hiên Viên và Khương Dịch thở dài một hơi, chỉ sợ Đạo Chí Tôn quá cứng đầu. Hơn 10 vạn năm cùng sinh cùng tử, ba người sớm đã tình như thủ túc, nhìn như oán trách, nhưng vĩnh viễn đều là cùng tiến cùng lui. Ha ha ha, ba vị tiểu hữu, lão hủ làm sao có thể lừa các ngươi được. Một tiếng cười to truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả áo tơi cưỡi một con trâu nước lớn bay tới. Con trâu nước lớn này thoạt nhìn cũng tương tự như con trâu cày ruộng dưới phàm trần. Đạo Chí Tôn đứng dậy, nói, Chí Bảo ở nơi nào? Trâu nước lớn rơi xuống đất, lão giả áo tơi cười nói, đã ở trước mắt các ngươi đưa mắt nhìn lại là có thể nhìn thấy. Ba người kinh hãi, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Chí Bảo. Triệu Hiên Viên híp mắt, hỏi, chẳng lẽ là những ánh sáng bảy màu kia sao? Lão giả áo tơi vuốt râu gật đầu nói, không sai, những thứ này thật đúng là không đơn giản, chính là một loại Chí Bảo từ khi hỗn độn sơ khai biến thành. Lão hủ có biện pháp khiến chúng nó ngưng tụ thành nguyên hình, nhưng như vậy sẽ đưa tới khí linh phản kích. Sau khi chuyện thành công, Chí Bảo thuộc về các ngươi, lão hủ chỉ cần lấy một viên đan dược cất giấu bên trong Chí Bảo. Đạo Chí Tôn hỏi, là đan dược gì? Nếu không giữ lại đan dược, bảo bối sẽ không mất linh đấy chứ? Lão giả áo tơi cười nói, dĩ nhiên sẽ không, viên đan dược này cũng không có liên hệ gì với Chí Bảo, chỉ là kỳ chủ đã giấu đan dược bên trong ở Chí Bảo. Lão hủ nói thiệt cho các ngươi biết, viên đan dược này tên là Hồng Mông Đan, có thể sáng tạo ra một vị Hồng Mông Ma Thần, đan này cho các ngươi chắc chắn sẽ đưa tới họa sát thân. Ba người Đạo Chí Tôn thay đổi sắc mặt, bọn họ dĩ nhiên đã từng nghe nói đến truyền thuyết về Hồng Mông Ma Thần, nghe nói sẽ dấy lên lượng kiếp đại đạo. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 773, Hợp tác, lĩnh vực Thái Sơ. Ngươi lấy Hồng Mông Đan, bản thân ngươi không sợ họa sát thân sao? Đạo Chí Tôn cau mày nói. Triệu Hiên Viên với Khương Dịch liếc nhau, hai người âm thầm cảnh giác. Lão giả áo tơi cười nói, dĩ nhiên ta không sợ, thật ra lượng kiếp đại đạo chỉ là bảo sao nghe vậy, chỉ là đám hỗn độn ma thần lấy cớ mà thôi. Hồng Mông Ma Thần xuất hiện mới là chính đồ, tự như cùng năm đó bàn cổ chém giết 3.000 hỗn độn ma thần, chính là vì thành tựu Hồng Mông Ma Thần. Hỗn độn hóa Hồng Mông, tất cả đều thăng hoa, chúng sinh đều tiến hóa, chỉ có hỗn độn ma thần cùng một nhịp thở với hỗn độn phải chết. Ba người Đạo Chí Tôn như có điều suy nghĩ, thần thoại về bàn cổ, bọn họ dĩ nhiên đã nghe nói đến, nhưng cuối cùng chỉ là thần thoại. Hồng Mông Ma Thần đến cùng là tốt hay là xấu, bọn họ không cách nào xác định. Vô luận như thế nào, đây chính là một cọc nhân quả lớn. Sơ sẩy một cái sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đạo Chí Tôn hỏi, bàn cổ giết 3.000 hỗn độn ma thần cũng không làm được sự tình gì, chỉ là một viên đan dược cũng có thể làm được. Lão giả áo tơi cười nói, quả thật không có 10 thành nắm chắc, nhưng cũng không có quan hệ gì với ác ngươi, không phải sao? Châu nước lớn giơ cổ lên, tựa như đang biểu đạt vẻ không kiên nhẫn. Đạo Chí Tôn liếc Triệu Hiên Viên và Khương Dịch một cái. Y do dự nói, chúng ta có thể từ bỏ sao? Lúc trước không biết có nhân quả lớn như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ là hỗn nguyên đại La Kim Tiên, có lẽ cũng không nhất định phải là chúng ta. Lão giả áo tơi cười tủm tỉm nói, đương nhiên có thể, chỉ là cái Chí Bảo này cũng không phải là bảo bối bình thường, nếu như bỏ qua rồi, các ngươi rốt cuộc sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đừng nhìn hỗn độn bao la, Chí Bảo giống như vậy là có hạn, phần lớn còn nằm trong tay một vài vị đại năng mà thôi. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ chảm đoạn nhân quả, bảo vệ các ngươi mọi sự không lo lắng. Triệu Hiên Viên cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không giết chúng ta diệt khẩu đấy chứ? Lão giả áo tơi cười nói, lão hủ nếu thật sự nghĩ như vậy, hà tất phải nói bí mật này cho các ngươi biết. Chẳng lẽ các ngươi có lá gan trở thành Hồng Mông Ma Thần, là địch với toàn bộ hỗn độn? Hồng Mông Đan chỉ có thể cho các ngươi biến thành Hồng Mông Ma Thần, nhưng tu vi vẫn là như thế, một khi các ngươi trở thành Hồng Mông Ma Thần. Toàn bộ hỗn độn ma thần đều có thể phát giác được, sẽ trong thời gian cực ngắn tru sát các ngươi.
chúng ta đã không phải lần đầu tiên hợp tác, nếu các ngươi không tin, vậy cũng không có biện pháp. Đạo Chí Tôn nghiến răng nói, được, nghe lời ngươi, lúc nào hành động. Lão giả áo, tôi từ trên lưng châu trở mình hạ xuống, nói, đừng xót ruột, lão hủ trước tiên thi triển trận pháp, sợ bị những đại năng nhìn trộm. Châu nước lớn lập tức gục xuống, tại chỗ lăn qua lăn lại. Khương Dịch nhìn sang nó, vẻ mặt khác thường, nó giống như một con chó ghê nha. Trong một vùng trời đất xích hà đầy trời, từng tòa chùa chiền sáng ngời lơ lửng phía trên đám mây. Có một tòa cự phong hùng vĩ lộ ra đặc biệt nổi trội, đồng dạng đứng ở phía trên đám mây, nhưng tản ra kim quang vạn trượng. Trên đỉnh núi, có một tòa Phật cung, trên tấm bảng khắc chữ Lôi Âm Tự. Từng thân ảnh xuất hiện ở trước Lôi Âm Tự, cầm đầu rõ ràng là Chu Phàm. Đồ tôn tần linh của Hàn Ngọc đi theo sau lưng Chu Phàm, tò mò quan sát xung quanh. Lôi Âm Tự mở ra, một đoàn người dậm chân vào trong điện. Chiếu vào trong tầm mắt của bọn họ là một gã Phật Đà, tự mình ngồi trên đài sen, vờn quanh trôi nổi ở trên không trung, phía trước nhất là một tôn đại Phật, cao đến mấy vạn trượng, hùng vĩ tuyệt luân. Nhìn kỹ lại, chính là Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân mặc vào áo cà sa, mặt mũi hiền lành, khí chất thần thánh. Chu Phàm cười nói, không tệ lắm, so với Phật môn còn Phật môn hơn. Sở Thế Nhân cười nói, ta vốn là Thế Tôn Phật Tổ, lại sáng tạo ra Phật môn cũng là theo lẽ thường. Chu Phàm đánh giá Phật Đà ở xung quanh, nói, nhìn như không tệ, tuy nhiên Phật môn này của ngươi vẫn là thiếu khuyết trụ cột vững vàng, chưa đủ cường đại. Vừa dứt lời, trên mặt rất nhiều Phật Đà lộ ra vẻ tức giận. Sở Thế Nhân nói, Phật giới phát triển trong thời gian quá ngắn, không so sánh được với đại đạo chi tháp của ngươi. Chu Phàm cười nói, sau này ta sẽ chuyển giao cho ngươi một nhóm người tu hành, nếu như không yên tâm, có thể chọn lựa từ trong lao ngục của đại đạo chi tháp, độ hóa lại lần nữa. Sở Thế Nhân gật đầu cười, tình đồng môn mới để cho bọn họ có thể nói dẫn mà không cần kiêng nể gì cả. Chu Phàm nói, trở lại chuyện chính, đến cùng gọi, ta tới có chuyện gì? Ngươi hẳn không phải là để cho ta tới xem thành quả của ngươi đấy chứ? Sở Thế Nhân bất đắc dĩ nói, sao có thể, thực không dám giấu giếm, gần đây Phật giới bị một thế lực thần bí để mắt tới. Đối phương chí ít có ba tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có một vị đại năng tự tại, bọn họ bức bách Phật giới. Bắt Phật giới thần phục, sau này phải tiến cống cho bọn họ, lập thánh tượng và truyền uy danh của bọn họ, nếu không sẽ san bằng Phật giới. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tìm sư thúc ngươi. Sư thúc. Lúc trước những Phật Đà tỏ ra tức giận kia lập tức ngạc nhiên, bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói. Thảo nào đối phương có khẩu khí lớn như thế, không nể mặt, thì ra là người trong nhà. Ngươi nói lại kỹ một chút, việc này sư thúc chắc chắn sẽ quản, bất kể bọn họ mạnh như thế nào, lập tức san bằng. Chu Phàm hào khí vượt mây, nói rất nghiêm túc. Mặt Tần Linh lộ ra vẻ hưng phấn, lại muốn bắt đầu chinh chiến. Sở Thế Nhân cũng không giấu giếm, bắt đầu nói rõ từ đầu đến cuối. Trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một khe sáng, một bóng người xé mở, lập tức bước ra. Rõ ràng là Hàn Tuyệt, chuẩn xác chính là phân thân của Hàn Tuyệt. Hắn nhìn chăm chú về phía trước, chỗ sâu trong bóng tối có một đoàn quang cầu tựa như mặt trời, bên trong tản ra khí tức mênh mông. Đó chính là lĩnh vực Thái Sơ. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, bay về phía trước. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh bay tới, lại là một nữ tử. Nàng này mặc váy tím, thái độ đoan trang, búi tóc cuộn lại sau gáy, tướng mạo cũng coi như tuyệt sắc. Đạo hữu, thanh âm của nữ tử váy tím bay tới. Hàn Tuyệt dừng lại, hắn lại không nhìn thấu tu vi của nữ tử váy tím, đoán chừng trên người đối phương mang chí bảo. Nữ tử váy tím đánh giá hắn, cười nói, không ngờ bên trong ma thần lại có túi da tốt như người. Hàn Tuyệt nói, ngoại hình chỉ là biểu hiện giả dối, tu vi như chúng ta muốn có bộ dáng, như thế nào chả được. Nữ tử váy tím che miệng cười nói, lời tuy như thế, nhưng thẩm mỹ khác biệt, thẩm mỹ của phần lớn ma thần khác hẳn với ta và ngươi, ta chính là Hỗn Độn Ma Thần Hồng Duyên. Hàn Tuyệt trả lời, ta chính là Hỗn Độn Ma Thần Hàn Tuyệt. Giới thiệu như thế thật là không được tự nhiên, lão tử thật ra là Hồng Mông Ma Thần nha. Hồng Duyên cười nói, Hàn đạo hữu cũng phân là thân, xem ra tương tự như ta, có sự cảnh giác nhất định đối với Thái Sơ Ma Thần. Không bằng ta và ngươi cùng nhau đi tới lĩnh vực Thái Sơ được không? Thanh danh của Hàn đạo hữu ta đã từng nghe nói đến, là tân sinh Hỗn Độn Ma Thần, chắc hẳn cũng chưa quen thuộc với những Hỗn Độn Ma Thần khác,
đúng lúc ta có thể giới thiệu cho ngươi. Hàn Tuyệt do dự một chút, vẫn là gật đầu. Nếu như đối phương nhìn ra hắn là phân thân thì sẽ không hại hắn, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ đắc tội, không giết được hắn. Hai người cùng nhau bay đến lĩnh vực Thái Sơ. Lúc này, Hàn Tuyệt nhìn thấy mấy thân ảnh bay vào lĩnh vực Thái Sơ cực nhanh, riêng phần mình không can thiệp lẫn nhau. Xem ra phần lớn hỗn độn ma thần cũng rất cẩn thận. Hồng Duyên cười nói, lại nói, ta còn phải cảm ơn Hàn đạo hữu, ta thật sự là vô cùng hận tên tuyệt vọng đạo linh kia đấy. Hàn Tuyệt hỏi, lúc ngươi chứng đại đạo cũng từng bị ức hiếp sao? Không sai, bức bách ta quỳ tuyên thệ. Ai, trước kia ta cũng muốn báo thù, thế nhưng sau khi chứng được đại đạo, ngược lại cảm thấy dàn xếp ổn thỏa càng tốt. Nhắc tới cũng kỳ quái, tu vi của chúng ta càng ngày càng cao, những thứ làm chúng ta sợ hãi lại càng ngày càng nhiều. Dũng khí cũng không ngừng đánh mất, cho nên ta rất khâm phục Hàn đạo hữu, khoái ý ân cửu. Lời nói của Hồng Duyên tràn đầy vẻ nịnh nọt, Hàn Tuyệt nghe thấy vậy càng thêm cảnh giác. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 774, Cổ phái và Tân phái, vận mệnh đạo nhân. Sau khi vào lĩnh vực Thái Sơ, Hồng Duyên cũng không còn vuốt mông ngựa nữa, Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Hắn cho rằng hỗn độn ma thần đều là hạng người cao ngạo và thích giết chóc, không ngờ còn có tồn tại như Hồng Duyên này. Hồng Duyên không giống như là hỗn độn ma thần, càng giống là con người. Lĩnh vực Thái Sơ bị một tầng ánh lửa bao bọc, bên trong cực kỳ bao la, thậm chí không kém hơn tiên giới, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, tự thành một phương thiên địa. Tuy nhiên Hàn Tuyệt không có cảm nhận được khí tức của sinh linh. Hai người một đường chạy như bay, rất nhanh đã tới một tòa cung điện khổng lồ cao tận mây xanh, cửa lớn đã cao đến 100 vạn trượng. Trước cửa có hai cái đại đỉnh đứng thẳng, đều cắm một nén nhang, hương khói tràn ngập, hóa thành mây mù bao phủ toàn bộ phiến thiên địa. Một người khổng lồ đứng trước cửa, thân khoác trọng giáp thanh đồng, thấy không rõ khuôn mặt. Y mở miệng nói, hai vị ma thần mời tự vào trong điện, chủ thượng đã chờ đợi ở bên trong. Hàn Tuyệt với Hồng Duyên lập tức vào trong điện. Hàn Tuyệt cảm nhận được một luồng khí tức cường đại, âm thầm đáng tiếc. Nếu như phân thân cũng có thể dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra gần đó thì thật là tốt biết bao. Trong điện trống rỗng, không gian bị bạch quang tràn ngập, dường như một không gian độc lập, phía trước có từng tấm bồ đoàn, tự mình cách xa nhau vạn trượng, tất cả đều nhìn về cùng một phương hướng. Thái Sơ Ma Thần. Thái Sơ Ma Thần thân mặc hắc bào, đầu như hắc diễm, thấy không rõ khuôn mặt, thần bí mà kinh hãi. Đã có hơn 20 vị hỗn độn ma thần đang ngồi sẵn ở đó. Hàn Tuyệt liếc nhau với Hồng Duyên, sau đó tìm bồ đoàn gần cạnh nhau ngồi xuống. Vị này chắc hẳn là Hàn Tuyệt đạo hữu tới từ thiên đạo phải không? Quả nhiên là hậu sinh khả úy, chu sát tuyệt vọng đạo linh, đánh tan thần bào đạo nhân, thánh nhân đại đạo chết ở dưới tay của ngươi càng là đạt tới 14 vị, đúng là tranh giành. Mặt mũi cho hỗn độn ma thần chúng ta. Thái Sơ Ma Thần bỗng nhiên nhìn Hàn Tuyệt nói. Vừa dứt lời, Hàn Tuyệt cảm nhận được mình bị rất nhiều thánh niệm đảo qua. Hàn Tuyệt cử chỉ lễ độ trả lời, đều là bất đắc dĩ, so sánh với chư vị thì ta còn kém xa lắm. Hắn không có phủ nhận, quá khiêm tốn sẽ chỉ lộ ra dối trá. Thái Sơ Ma Thần cảm khái nói, nhớ năm đó, 3.000 ma thần đứng ở hỗn độn rầm rộ nhường nào, chủng tộc hỗn độn đều vì 3.000 ma thần sinh ra mà run lẩy bẩy, sợ hãi, tuyệt vọng. Đáng tiếc, bàn cổ bất nhân, đồ sát đồng loại chứng đạo, ta hiện tại nhớ tới vẫn rất phẫn hận. Hàn đạo hữu, ngươi thế nhưng phải quản thiên đạo thật tốt, đừng cho bàn cổ có cơ hội phục sinh. Những ma thần khác lập tức cảm khái, phần lớn thanh âm đều là tang thương, đoán chừng cũng từng là hỗn độn ma thần sống sót từ trong hạo kiếp bàn cổ. Hàn Tuyệt thấy bọn họ nói chuyện với nhau, dứt khoát không tiếp lời, im lặng lắng nghe. Hắn cũng không phải là hỗn độn ma thần thật sự, sẽ không thổ lộ tình cảm với bọn người kia. Hắn chỉ là tới nghe xem những ma thần này muốn tính kế hắn như thế nào. Hồng Duyên truyền âm cho Hàn Tuyệt nói, bên trong hỗn độn ma thần chia làm cổ phái với tân phái. Lúc này nói chuyện đều là cổ phái, ta và ngươi đều là tân phái cứ nghe là tốt rồi, tu vi không bằng bọn họ, rất khó làm chủ. Hàn Tuyệt trả lời, ta hiểu rõ. Hỗn độn ma thần thuộc cổ phái nói chuyện đều là chuyện xưa, cực kỳ giống các đại lão hồi tưởng chuyện thời Salak Saler. Trang bức, nhìn điệu bộ này, còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.
Hàn Tuyệt cũng tò mò bây giờ hỗn độn ẩn giấu bao nhiêu hỗn độn ma thần. Mấy ngày sau, Ngu Kiếm Thần Thánh cũng tới. Y nhìn thấy Hàn Tuyệt cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đi tìm một cái bồ đoàn gần Hàn Tuyệt ngồi xuống, bắt đầu truyền âm nói chuyện với Hàn Tuyệt. Tên này rất hưng phấn, nói với Hàn Tuyệt sau khi kết thúc đấu pháp, y quay về đi tìm hiểu kiếm, đạo, thực lực lại có tăng trưởng, lại đối mặt với Hàn Tuyệt sẽ không chật vật như vậy nữa. Tuy nhiên y cũng tự mình hiểu, không có lập tức ước chiến với Hàn Tuyệt. Trò chuyện cả buổi, Ngu Kiếm Thần Thánh mới trầm mặc lại. Ngu Kiếm Thần Thánh cũng là ma thần thuộc về cổ phái, nhưng y cũng không tham dự vào cuộc trò chuyện của Thái Sơ Ma Thần. Không biết có phải Hàn Tuyệt ảo giác hay không, đám ma thần có vẻ như hơi bài xích Ngu Kiếm Thần Thánh. Đạo hữu có quen biết Mệnh Cơ Thánh Nhân không? Một giọng nói bỗng nhiên bay vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn sang, là một lão đạo nhân áo bào xám, đang nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt trả lời nói, nghe nói đến nhưng không tính là quen biết, lúc ta chứng đạo thì lão đã vẫn lạc. Lão đạo nhân áo bào xám truyền âm nói, cũng đúng, đồ nhi không nên thân kia của ta thất bại trong tay Hắc Ám Cấm Chủ, lại bị đám thánh nhân thiên đạo vứt bỏ. Đồ nhi, Hàn Tuyệt âm thầm ngạc nhiên, chờ chút, vận mệnh đạo nhân. Hàn Tuyệt nhớ ra rồi, trước kia hắn tính ra được vận mệnh đạo nhân với nữ oa nương nương tính kế, tuy nhiên sau khi Mệnh Cơ Thánh Nhân vẫn lạc, vận mệnh đạo nhân vẫn luôn không có hiện thân. Hàn Tuyệt trả lời nói, nén bi thương, bây giờ thiên đạo đã không phải là thiên đạo ngày trước, thánh nhân ngày xưa vẫn lạc cũng không chỉ mỗi đồ nhi của ngươi. Cũng đúng, ta cũng không phải muốn hưng sư vấn tội, chỉ là muốn kết giao với đạo hữu, thực ra ta cảm thấy rất hiếu kỳ đối với đạo hữu. Nhiều một vị bằng hữu dĩ nhiên là chuyện tốt. Không tệ, hai người bắt đầu khách sáo, hàn huyên. Vận mệnh đạo nhân sinh ra hảo cảm với ngươi, độ hảo cảm hiện tại là hai sao, Hàn Tuyệt cũng không có để ý, đều là diễn kịch. Tuy nhiên vận mệnh đạo nhân ngược lại là chân tình thực lòng, Hàn Tuyệt có chiến tích bưu hãn như vậy, khiến người ta vừa nghe thấy lập tức cho rằng hắn không dễ chọc, nhưng Hàn Tuyệt lại biểu hiện hiền lành, phần đại khí này khiến cho vận mệnh đạo nhân cảm thấy rất thoải mái. Một khoảng thời gian sau đó, lần lượt có ma thần đến, trọn vẹn trôi qua hơn 300 năm. Điện Thái Sơ rốt cuộc đóng lại, Hàn Tuyệt đếm một chút, tổng cộng có 67 vị hỗn độn ma thần, so với trong tưởng tượng của hắn thì nhiều hơn. Tuy nhiên những ma thần này phần lớn cũng chỉ có tu vi tự tại cảnh. Thái Sơ ma thần đình chỉ nói chuyện phiếm, rất nhanh toàn bộ Điện Thái Sơ cũng an tĩnh lại. Thật lâu sau, Thái Sơ ma thần mở mắt, nói, chư vị, lần này hội tụ ở đây là vì Hồng Mông ma thần. Tuy có lời tiên đoán nói Hồng Mông ma thần còn chưa sinh ra, nhưng việc này đã gây nguy hiểm đến hỗn độn ma thần, vạn nhất có đại đạo thần linh, vĩnh hằng thần linh, sinh linh hỗn độn dùng Hồng Mông ma thần tới diệt trừ chúng ta, cũng không phải là không được. Vừa dứt lời, bầu không khí trong điện trở nên tĩnh lặng. Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, lời tiên đoán là ai truyền? Sau này trở về phải hảo hảo tính toán mới được. Đám ma thần cổ phái lần nữa lên tiếng, bắt đầu thảo luận Hồng Mông ma thần có khả năng sinh ra ở nơi nào, ai có khả năng nguy hại đến hỗn độn ma thần. Lúc dính đến thiên đạo, Hàn Tuyệt sẽ trả lời, chỉ cần không liên quan đến vấn đề chủ quyền, tất cả đều dễ nói. Cuộc nói chuyện này kéo dài rằng rặc, đoán chừng muốn kéo dài một khoảng thời gian rất lâu. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn lại một lần bế quan vạn năm, nhưng phân thân còn chưa trở về. Phân thân chưa trở về làm Hàn Tuyệt bồn chồn lo lắng, rất khó yên tâm tu luyện. Dẫu sao có một đám đại năng ở sau lưng tụ họp lại đòi giết hắn, đổi lại những người khác cũng rất khó bình tĩnh. Hàn Tuyệt ấn mở xem xét thông báo, giải sầu một chút. Hảo hữu Cảnh Thiên Công trở thành mệnh, vận khí thuế biến hảo hữu Tỳ Thiên Lão Tổ bị đại năng thần bí tập kích, hảo hữu Lý Đạo không cảm ngộ kiếm đạo. Được đại năng thần bí chỉ điểm, hảo hữu Huyền Đô Thánh Tôn ngẫu nhiên nhận được trí bảo. Vận khí phóng đại, đồ đệ đạo Chí Tôn bị cuốn vào thời không họa, loạn đồ đệ Triệu Hiên Viên bị cuốn vào thời không họa, loạn hảo hữu Khương Dịch bị cuốn vào thời không họa, loạn hảo hữu Di Thiên thức tỉnh lực lượng hỗn độn ma thần, đạo hạnh tăng vọt, con của ngươi Hàn Thác hiến tế thân thể, siêu việt cực hạn, đạo hạnh tăng mạnh. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 775, thành viên của tổ chức cấm chủ, chủng tộc ma thần. Cảnh Thiên Công trở thành mệnh, vẻ mặt của Hàn Tuyệt trở nên khác thường.
Lần này hắn thật sự có thể đóng gói mệnh thành thế lực của Hắc Ám Cấm Chủ rồi. Hàn Tuyệt chú ý tới Di Thiên thức tỉnh lực lượng hỗn độn ma thần. Di Thiên chính là thiên đạo chi tử. Bản thân chính là hỗn độn ma thần chuyển thế. Một trận chiến ở thiên đình lúc trước, y đã sinh ra hảo cảm với Hàn Tuyệt, lập tức lên đến 6 sao. Hàn Tuyệt thấy y với Hàn Thác tình như huynh đệ, cho nên đã kéo vào phần thông báo quan tâm đặc biệt, tiến vào trong nhóm bằng hữu. Tuy nhiên bình thường Hàn Tuyệt cũng sẽ không quá chú ý đến y. Lần này Di Thiên với Hàn Thác hình như lại gặp được nguy cơ, Hàn Thác còn hiến tế nhục thể của mình. Cẩu vật, thân thể chính là phụ mẫu ban ân, nói hiến tế liền hiến tế sao? Nếu thật sự gặp phải phiền phức, tại sao Hàn Thác không dùng thỉnh thần thuật? Hẳn là có thể giải quyết được. Hàn Tuyệt lặng lẽ suy nghĩ. Hắn phát hiện đám thân bằng hảo hữu của hắn rất ít khi chủ động sử dụng thỉnh thần thuật, cho dù hắn nói rõ ràng tác dụng của thỉnh thần thuật cũng là như thế. Bọn họ tình nguyện tự lăn lộn ở thời khắc sinh tử cũng không muốn kinh động đến Hàn Tuyệt. Là ta quá lạnh lùng, cho bọn họ một loại ảo giác không nên quấy rầy sao? Hàn Tuyệt tự mình nghĩ lại. Được rồi, chẳng muốn đi nghĩ, cũng không ai quan tâm lúc lão tử đang bế quan có thể đột tử hay không. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn những thông báo phía dưới. Sau khi xem hết thông báo, Hàn Tuyệt thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, báo mộng cho Cảnh Thiên Công, dùng hình tượng chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Trong mộng cảnh, Cảnh Thiên Công chợt mở mắt, trong mắt bắn ra sát cơ, so với trước kia tưởng như hai người. Cấm Chủ đại nhân, Cảnh Thiên Công vui mừng quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Đã bao nhiêu năm, Hắc Ám Cấm Chủ rốt cuộc liên hệ với y. Hàn Tuyệt dùng thanh âm khàn khàn hỏi, Cảnh Thiên Công, ngươi đã thay lòng đổi dạ rồi phải không? Cảnh Thiên Công vội vàng phủ nhận, dĩ nhiên là không. Thuộc hạ vĩnh viễn là người của Cấm Chủ ngài, ngài muốn để cho ta làm chuyện gì cũng được. Y bắt đầu điên cuồng bày tỏ lòng trung thành, vô cùng sợ hãi. Y cho là mình gia nhập mệnh đã đắc tội với Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Cảnh Thiên Công gật đầu, tiếp đó bắt đầu nói lên những chuyện chính mình đã trải qua trong những năm này. Hắc Ám Cấm Chủ đã thật lâu không có hiện thế, tiên giới thậm chí quên mất Hắc Ám Cấm Chủ tồn tại, khiến cho Cảnh Thiên Công cực kỳ khó chịu. Vì vậy y rời khỏi thần cung, mang theo thân tín đi đến hỗn độn, lại sáng lập Hắc Ám Giáo, sau khi bị Thạch Độc Đạo tìm được, mời vào trong mệnh. Cảnh Thiên Công cẩn thận hỏi, Thạch Độc Đạo phải chăng là ngài? Thì ra là Thạch Độc Đạo đang phát triển. Hàn Tuyệt nói, không sai, nhưng việc này cần phải che giấu. Ngươi cũng có thể giúp ta gõ Thạch Độc Đạo một chút, có một số việc cần phải tìm hiểu cẩn thận. Cảnh Thiên Công vui mừng, y cũng có hoài nghi đối với Thạch Độc Đạo, nhưng nếu là sự thật, vậy thì rất tốt. Y rốt cuộc tìm được người cùng chung chí hướng, hơn nữa đối phương là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo đã từng là đệ nhất nhân phía dưới Thánh Nhân Thiên Đạo, được công nhận là cường đại. Bây giờ chứng đạo, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng, thuộc hạ hiểu rõ. Sau này nhất định sẽ cùng với Thạch đạo hữu phát triển. Cảnh Thiên Công vỗ lồng ngực nói cam đoan, lộ ra thập phần hưng phấn. Hàn Tuyệt lại dặn dò vài câu, sau đó kết thúc mộng cảnh. Hắn mở to mắt, mặt lộ ra vui vẻ. Như vậy cũng tốt, Cảnh Thiên Công có thể cùng Thạch Độc Đạo nhận nhau, vậy thì thành viên cơ bản của Hắc Ám Cấm Chủ coi như là được thành lập. Hàn Tuyệt lập tức nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Bên trong điện Thái Sơ, trải qua hơn vạn năm thảo luận, rốt cuộc đám hỗn độn ma thần đã có quyết định. Hàn Tuyệt xém chút nữa nghe đến buồn ngủ. Nói là thảo luận, thật ra là kết toán ân oán với nhau. Giữa các hỗn độn ma thần đều có cừu oán, muốn cùng chung mối thù thì phải bày tỏ ra rõ ràng mọi chuyện. Hiện tại rốt cuộc coi như là sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Kể từ hôm nay, chúng ta đều phái đệ tử tìm tòi Hồng Mông ma thần. Hễ là xuất hiện thiên kiêu có thể là Hồng Mông ma thần, nhất định phải lập tức nắm quyền khống chế. Thái Sơ ma thần trầm giọng nói, đám ma thần nhao nhao đáp ứng. Mặt khác, giữa các hỗn độn ma thần không được khai chiến nữa, nếu như phát hiện ai là đầu sỏ thì người đó sẽ bị trục xuất ra khỏi chủng tộc ma thần, bị tất cả chúng ta cùng nhau truy sát. Để tránh đại kiếp nạn đến lại đâm lưng chúng ta, chuyện như vậy ở thời kỳ bàn cổ cũng đã từng xuất hiện. Tất cả các ma thần cũng không có ý kiến. Thái Sơ ma thần vung tay áo, cửa lớn của điện Thái Sơ mở ra. Đám ma thần lục tục đứng dậy rời đi, Hàn Tuyệt cũng trực tiếp đi. Mặc dù không nghe được tình báo quan trọng, nhưng hắn nhớ kỹ tên với tướng mạo của những ma thần này, ngày sau cũng thuận tiện cho việc nguyền rủa. Chờ đến lúc thân phận của hắn thật sự không giấu được, ngồi đó chờ chết,
không bằng xử lý hết đám địch nhân này trước. Vô địch thiên hạ không chỉ dựa vào thực lực, cũng là một loại thủ đoạn. Vừa đi ra khỏi điện Thái Sơ, Hồng Duyên liền đuổi theo, cười nói, Hàn đạo hữu, có thể tìm một chỗ tâm sự riêng không? Hàn Tuyệt liếc nàng một cái, nói, lần sau đi, thiên đạo có việc, ta phải rời đi trước. Được, có cơ hội ta tự mình đi đến thiên đạo bái phỏng ngươi. Tạm biệt. Phân thân của Hàn Tuyệt nhanh chóng bỏ chạy. Hồng Duyên nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nụ cười lập tức tan biến. Ngu Kiếm Thần Thánh đi tới, nói khẽ, khuyên ngươi nha, đừng tìm chết. Hàn đạo hữu nhìn như hiền lành, nhưng sát tâm cũng không nhỏ. Hồng Duyên liếc mắt nhìn y, nói, ta không hại hắn, vì sao hắn phải nổi sát tâm với ta? Ha ha, Ngu Kiếm Thần Thánh lắc đầu bật cười, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang đi xa. Cùng lúc đó, trong lúc phân thân vẫn còn đang chạy trên đường, Hàn Tuyệt đã biết được tất cả những gì phân thân trải qua. Hắn có thể bất cứ lúc nào hoán đổi ý thức đến trên phân thân cũng có thể độc lập xử lý tất cả sự tình. Thống nhất hỗn độn ma thần, ha ha, nếu như ta nguyền rủa chết ngươi, để xem ngươi còn thống nhất thế nào. Hàn Tuyệt âm thầm suy nghĩ, tuy nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Trước mắt vừa vặn có thể mượn chủng tộc ma thần tới trấn nhiếp bọn đạo trích. Lấy tính cách của Thái Sơ ma thần, việc này rất nhanh sẽ lan truyền khắp hỗn độn. Khi đó, đám đại năng ở hỗn độn sẽ biết rõ Hàn Tuyệt ở thiên đạo đã thành lập liên hệ cùng chủng tộc ma thần. Chủng tộc ma thần thành lập không chỉ là vì đối phó với Hồng Mông ma thần, còn có cùng chung mối thù. Địch nhân của mỗi một vị hỗn độn ma thần đều sẽ là kẻ thù chung của cả chủng tộc ma thần. Luồng lực lượng này tuyệt đối đáng sợ, cho dù là thế lực của mệnh cũng không đủ nhìn. Mỗi một vị hỗn độn ma thần cũng nắm giữ thế lực to lớn. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục tu luyện, thời hạn vạn năm còn chưa tới, không thể gián đoạn tu luyện. Vạn năm chưa đủ, tốt nhất nên tu luyện thêm một khoảng thời gian đi. Đến 10 vạn năm, không gian hư ảo thần bí, hồn phách của Hàn Thác đang trôi nổi. Trong đó, y bị từng cái xiềng xích như ẩn như hiện quấn quanh. Xung quanh không gian cũng không có vật gì khác tồn tại, chỉ có các màu không gian vặn vẹo. Ở bên trong nơi này, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, dường như là vùng đất lưu đày của vũ trụ. Huynh đệ, kiên trì một khoảng thời gian nữa, ta rất nhanh có thể tới cứu ngươi. Thanh âm của Di Thiên vang lên, không biết y đang ở đâu. Hàn Thác không cách nào nói chuyện, y đang xúc tích lực lượng. Nếu như ta cũng giống như phụ thân, có nhiều pháp tướng như vậy. Ánh mắt của Hàn Thác lạnh lùng như băng, y cũng không tin chính mình không cách nào xông ra cái mảnh vô hạn thâm uyên này. Y không ngừng nhớ lại tình cảnh lúc Hàn Tuyệt chiến đấu. Chỉ thấy hồn phách của y mơ hồ có một bóng đen muốn lao ra khỏi cơ thể, đó là một loại pháp tướng ma thần. Từ khi ra đời, Hàn Thác đã có một luồng lực lượng như vậy, nói là pháp tướng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Nhiều lần trước y gặp phải tuyệt cảnh đều là nhờ vào pháp tướng ma thần này giết ra một con đường sống. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 776, khởi động lại hỗn độn, lục viên ma tổ. Trong bóng tối, một thân ảnh toàn thân lượn lờ liệt diễm hừng hực, đang điên cuồng trùng kích không gian, chính là Di Thiên. Đáng chết. Di Thiên thi triển tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không có biện pháp đột phá vùng không gian hắc ám này để tìm được Hàn Thác đang hãm sâu trong vô hạn thâm uyên. Y chưa bao giờ từng gặp phải không gian cứng rắn như thế, pháp lực của y đánh vào trong hắc ám lại lập tức bị đánh tan, dẫn đến khí huyết nhục thể của y bị chấn động, cực kỳ khó chịu. Di Thiên đã thật lâu không cảm nhận lại cảm giác vô lực như vậy. Từ sau khi Hàn Thác chứng được hỗn nguyên đạo quả, đều là Hàn Thác luôn bảo hộ y, thật vất vả y mới thức tỉnh trở thành hỗn độn, ma thần, truyền thừa lực lượng tiên thiên đại đạo, nhưng vẫn không cách nào cứu Hàn Thác. Loại cảm giác biệt khuất này khiến cho Di Thiên gần như điên cuồng. Tại sao? Tại sao ta yếu như vậy? Ta đây không cha không mẹ, chẳng lẽ ngay cả huynh đệ duy nhất cũng không cứu được, như vậy ta đây có gì khác biệt với con sâu cái kiến đâu? Di Thiên giống giận, những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lúc này, một tiếng cười truyền đến, hỗn độn ma thần trẻ tuổi, ngươi buông tha đi, ngươi không thể nào phá tan vô hạn thâm uyên, cảnh giới của ngươi với ta chênh lệch quá xa. Thanh âm này tràn ngập khinh miệt và trào phúng. Di Thiên dừng lại, quay người gào thét, lăn ra đây.
có gan ngươi trấn áp cả ta đi, hoặc là giết cả ta. Tiếng cười lập tức vang lên, vì sao phải giết ngươi? Ta cũng không muốn giết y, điều ta muốn là hai người các ngươi quy thuận ta có thể cho các ngươi thu được tư chất siêu việt hỗn độn ma thần. Di Thiên tức giận đến mức nở nụ cười, còn có tư chất gì càng mạnh hơn so với hỗn độn ma thần? Hồng Mông ma thần sao? Định lừa gạt chúng ta trở thành kẻ thù chung của hỗn độn sao? Vừa dứt lời, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Di Thiên, điểm chỉ một chút ở trên trán của y, trong chốc lát, liệt diễm trên người y lập tức bị xua tan, hiển lộ ra chân thân. Di Thiên trừng to mắt, mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thân ảnh màu trắng hiện lên hình người, thân hình giống như người, bên mặt ngoài trắng bệch như ngọc, không nhìn thấy bất luận nếp nhăn nào. Trên mặt đeo một cái mặt nạ bằng đá, không có mắt, sau mặt nạ là từng con hắc trùng hình thành tóc dài, tùy ý vặn vẹo. Di Thiên không cách nào nhúc nhích, nghiến răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Thân ảnh màu trắng cười quái dị nói, ngươi có thể xưng ta là Ma Tổ. Ma Tổ? Di Thiên nhíu mày hỏi, Ma Tổ của thiên đạo. Đây chẳng qua là một trong những pháp tướng của ta, hỗn độn 3.000 thế giới đều có pháp tướng của ta trợ giúp. Vô số thiên địa hình thành quy tắc, ta chính là hỗn độn ma thần cổ xưa nhất. Vào lúc ta sinh ra, hỗn độn vẫn là bộ dáng nguyên thủy, không có thiên địa, không có sinh linh, tối tăm mờ mịt, ta nghĩ rằng đó mới là bộ dáng tốt đẹp nhất. Ma Tổ hài hước cười nói, lời của lão làm cho Di Thiên không rét mà run. Tên này là có ý gì? Lão muốn hủy diệt tất cả, để cho hỗn độn khôi phục lại nguyên thủy sao? Ma Tổ mở miệng nói, thật ra ta rất coi trọng hai người các ngươi, cho nên mới tốn công tới đối phó các ngươi. Hàng phục ta sẽ thành lập trật tự mới, áp đảo hết tất cả, ta chính là thần linh duy nhất, mà vị thế của các ngươi gần với ta. Di Thiên trầm mặc, Ma Tổ hướng dẫn từng bước, chiến đấu cho Tà Thiên Đế, các ngươi có thể nhận được cái gì? Nhớ năm đó, lúc Tà Thiên Đế còn ở thiên đạo đã từng cầu cứu pháp tướng của ta, mỗi khi chúng sinh mất đi tín ngưỡng đối với tiên thần. Lão liền cầu ta để cho ma tộc quét sạch phàm giới, tàn sát chúng sinh, cho đám tiên thần có cơ hội làm chúa cứu thế. Người như vậy, các ngươi chiến đấu vì lão, các ngươi đang theo đuổi cái gì? Di Thiên thay đổi sắc mặt, không ngờ Tà Thiên Đế đã từng làm ra chuyện như vậy. Ta muốn làm cho hỗn độn khởi động lại, cũng giống như thiên đạo khởi động lại mà thôi, chỉ có đại thanh tẩy mới có khả năng niết bàn trọng sinh. Bây giờ thiên đạo tiếp cận hoàn mỹ, nhưng cách hòa bình chân chính còn kém một chút, chủ yếu là phụ thân của huynh đệ ngươi còn chưa đủ dứt khoát, còn ỷ lại vào những thánh nhân kia thành lập trật tự. Ma Tổ nhắc tới Hàn Tuyệt, giọng điệu trở nên tiếc hận. Di Thiên nghiến răng nói, theo ngươi lăn lộn, chẳng phải là muốn giúp ngươi giết hại người bên phía chúng ta sao? Hỗn độn khởi động lại, ý tứ chính là tàn sát chúng sinh hỗn độn. Ma Tổ cười nói, nếu như là người một nhà, ta khẳng định sẽ quan tâm các ngươi, ta sẽ bảo toàn những người các ngươi để trong lòng. Các ngươi không có cơ hội cự tuyệt, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Di Thiên giận không kìm được, nhưng trong lòng lại tràn đầy vô lực, y hỏi, tại sao lựa chọn chúng ta? Ma Tổ cười nói, bởi vì các ngươi đặc thù, huynh đệ ngươi nhìn như là hỗn độn ma thần, nhưng lại không có đại đạo thuộc về mình, rõ ràng không phải hỗn độn ma thần chân chính. Mà ngươi, thiên đạo lựa chọn ngươi trở thành thiên đạo chi tử, rất kỳ quái, có lẽ ý chí của bàn cổ trong âm thầm thao túng tất cả, ta cũng cần ngươi trở thành quân cờ của ta. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đối mặt với bàn cổ và đạo tổ, chỉ có giết chết bọn họ, ta mới có khả năng khởi động lại hỗn độn. Di Thiên trầm mặc, Ma Tổ cười nói, thời gian không nhiều lắm, sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi. Di Thiên hít sâu một hơi, nói, được, chỉ cần ngươi chịu buông tha huynh đệ của ta. Mặt nạ của Ma Tổ bắt đầu vặn vẹo, mặt ngoài bằng đá nổi lên một khuôn mặt tươi cười quỷ dị. Ngươi sẽ không hối hận. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn một hơi bế quan đến 8 vạn năm. Quả nhiên, sau khi thành tựu 100 vạn tuổi, mỗi 10 vạn năm sẽ không kích phát lựa chọn phần thưởng, đoán chừng sau này đều là 100 vạn năm mới kích phát một lần. Cũng may Hàn Tuyệt đã đầy đủ cường đại, đối với ban thưởng của hệ thống cũng không khao khát quá lớn. Hắn vốn định một mực tu luyện, nhưng dạo gần đây cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng. Hắn bấm ngón tay suy tính, không tính thấu loại cảm giác này đến từ nơi nào. Kỳ quái. Hắn chính là thánh nhân đại đạo, trừ phi dính đến tồn tại càng cường đại hơn so với hắn, nếu không mọi sự vạn vật đều ở trong lòng bàn tay. Hàn Tuyệt mở thông báo ra kiểm tra,
có lẽ có thể tìm được đáp án từ bên trong nhóm bằng hữu. Hảo hữu đạo chí tôn thu được chí bảo, vận khí phóng đại hảo hữu Tà Thiên Đế bị con của ngươi Hàn Thác tập kích, bị trọng thương hảo hữu Di Thiên bị tiên thần tập kích 78.920 lần. Ồ, đệ Chu Phàm bị con của ngươi Hàn Thác tập kích, bị trọng thương hảo hữu Tần Linh bị hảo hữu Di Thiên tập kích, bị trọng thương hảo hữu vận mệnh đạo nhân luận đạo với đại năng thần bí đồ đệ kỳ tiên thần ngộ nhập hỗn độn kỳ cảnh, vận khí tăng trưởng hà. Hàn Thác và Di Thiên xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Tuyệt kiểm tra ảnh chân dung của hai tên này, phát hiện tu vi của hai người không ngờ đã đạt tới hỗn nguyên đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Thật nhanh, thế nhưng cho dù là hỗn nguyên đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cũng không có khả năng làm cho Tà Thiên Đế và Chu Phàm bị thương nặng. Hàn Tuyệt híp mắt, trong tin tức vận khí của hai người nhiều hơn một cụm từ, người thừa kế của Ma Tổ. Ma Tổ. Hàn Tuyệt lập tức vận dụng công năng diễn hóa, ta muốn biết Ma Tổ truyền thừa cho Hàn Thác và Di Thiên là ai. Cần khấu trừ 400 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. Lục viên Ma Tổ, đại đạo trí thượng cảnh trung kỳ, ma tâm của đạo tổ, ngàn vạn Ma Tổ, một trong hỗn độn ma thần cổ xưa. Hàn Tuyệt nhíu mày, đại đạo trí thượng cảnh. Ở đâu xuất hiện? Ta muốn biết ta nhằm vào lục viên Ma Tổ có bao nhiêu phần thắng. Cần khấu trừ 400 tỷ năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. Ngươi có 6 thành tỷ lệ có thể chu sát lục viên Ma Tổ. Hàn Tuyệt chau mày. Quá nguy hiểm, không thể động thủ với lão, chỉ có thể sử dụng ách vận thư. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 777, ý nghĩa của tu hành. Trước tiên hiểu rõ tình huống một chút, Hàn Tuyệt nhíu mày nghĩ đến, vạn nhất lục viên Ma Tổ là sư phụ của Hàn Thác thì sao, chẳng phải là nguyền rủa chết người trong nhà à? Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Hàn Thác. Mộng cảnh là một mảnh sơn thủy phong cảnh hợp lòng người. Hàn Tuyệt phát hiện Hàn Thác thay đổi. Ngoại trừ, thể cốt càng thêm cường tráng, khuôn mặt cảm thấy hơi tang thương, một đầu tóc trắng được một sợi huyết cân buộc sau đầu, trên trán chỉ chừa 2 sợi tóc nhỏ. Xem ra trong những năm này Hàn Thác cũng chịu không ít khổ. Hàn Tuyệt vốn định chất vấn y vì sao làm Tà Thiên Đế bị thương nặng, thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng này của y, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Chắc hẳn y cũng có nguyên nhân bất đắc dĩ. Hàn Thác chợt mở mắt, sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt, y ngẩn người, vội vàng đứng dậy hành lễ, chỉ là không hề kích động như lúc trước, cả người lộ ra rất chấn định. Đúng là trưởng thành. Hàn Tuyệt hỏi, gần đây như thế nào? Hàn Thác do dự một chút, vẫn là kể lại chi tiết những gì mình đã gặp phải, từ chuyện mình bị vây khốn ở Vô Hạn Thâm Uyên, lại đến bị lục viên Ma Tổ thu phục. Cùng với gần đây đi theo lục viên Ma Tổ lang bạt hỗn độn, nghĩ biện pháp trợ giúp lục viên Ma Tổ khôi phục thân thể của bản thể. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, vị Ma Tổ này còn chưa khôi phục chân thân sao? Hàn Thác gật đầu nói, nhục thể của lão bị bàn cổ chém chết, hồn phách thì lại bị đạo tổ trấn áp ở bên trong cổ hoang vô số năm tháng, cần có thời gian khôi phục thực lực. Y muốn nói lại thôi, ánh mắt sầu lo. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Thác hít sâu một hơi, nói, ta tổn thương Tà Thiên Đế cũng không phải là tập kích, chỉ là lão cùng với Chu Phàm muốn vãn hồi ta cùng với Di Thiên. Ta thẹn với bệ hạ, nhưng ta muốn thử lăn lộn cùng với Ma Tổ xem sao, mong rằng phụ thân tha thứ cho ta. Y biết rõ quan hệ giữa Hàn Tuyệt với Tà Thiên Đế, cho nên mới có băn khoăn. Hàn Tuyệt hỏi, tại sao ngươi muốn lăn lộn cùng với Ma Tổ? Hàn Thác dương mắt nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt vô cùng kiên định, nói, tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của ta. Ta đi theo bệ hạ không ngừng chinh chiến, giết chóc vô số, tuy rằng thiên đình không ngừng lớn mạnh, nhưng ta không tìm được ý nghĩa của bản thân, đi theo Ma Tổ, có lẽ có thể tìm tới. Hàn Tuyệt im lặng. Tìm ý nghĩa, ăn no dỗi việc, một mực sống sót chính là ý nghĩa lớn nhất. Tuy nhiên Hàn Tuyệt nhìn thấy ánh mắt của Hàn Thác, hắn cũng không tiện lập tức công kích. Người có chí riêng, con đường mà Hàn Tuyệt đi trước kia cũng không được người lý giải, người bên cạnh đều cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức. Hắn là dùng thực lực cường đại để chứng minh chính mình đúng rồi. Ít nhất ngay từ đầu Hàn Tuyệt rất kiên định. Hàn Thác đều đã trải qua nhân sinh muôn màu, thất tình lục dục, cảm giác thành tựu cực hạn hay cảm giác gần như tan vỡ khi bị thất bại cũng đều trải qua. Đạt tới cảnh giới của y đã rất khó gặp được địch thủ, quả thật dễ dàng mờ mịt. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết vì sao Ma Tổ lại chọn ngươi không?
Hàn Thác không có giấu giếm. Biết được ma tổ không ngờ muốn khởi động lại hỗn độn, Hàn Tuyệt cũng không bối rối, ngược lại cảm thấy hơi hài hước. Thế lực của mệnh, chủng tộc ma thần, ma tổ cùng với đại đạo thần linh, càng ngày càng nhiều thế lực lớn bắt đầu chỉnh hợp đăng tràng. Đối với Hàn Tuyệt mà nói ngược lại là chuyện tốt, hỗn độn càng loạn, thân phận của hắn càng khó lộ ra. Hàn Thác có thể nói ra ý đồ của ma tổ, chứng tỏ ma tổ cũng không dùng thủ đoạn nào đó để tẩy não y, nếu không y nhất định sẽ giữ bí mật cho ma tổ. Ngươi thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Con đường này sẽ rất gian khổ, cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt hỏi. Vẻ mặt Hàn Thác kiên nghị nói, mới đầu ta đã cự tuyệt, về sau ma tổ để cho ta thấy được rất nhiều chuyện, ta mới quyết định đi theo. Nếu như ma tổ thật sự có thực lực phá vỡ hết thảy, khi đó ta sẽ để cho ma tổ bảo toàn một mạch của ẩn môn. Nếu như ma tổ thất bại, ta sẽ tự đoạn quan hệ với ngài, tuyệt không thêm gây phiền phức cho ngài. Đây quả thật có thể coi như là đầu tư, bất kể như thế nào, Hàn Tuyệt cũng không thiệt thòi. Cả đời này của Hàn Thác đã mất đi quá nhiều người, thân nhân chỉ còn lại Hàn Tuyệt, mà Hàn Tuyệt quá mức cường đại. Y căn bản không có năng lực báo đáp Hàn Tuyệt, cứ tiếp tục như thế còn không bằng lăn lộn với ma tổ, tranh thủ một đường sinh cơ cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được Hàn Thác chân tình thực lòng. Chỉ là tiểu tử này không khỏi quá coi thường ta rồi nha. Hàn Thác hơi cúi đầu, nói khẽ, ngài tuy rằng không ngừng bảo hộ ta, nhưng kỳ thật ở trong lòng ngài căn bản không có chờ mong đối với ta. Hàn Tuyệt nói, nếu không chờ mong, tại sao ta lại cứu ngươi? Hàn Thác nói, chỉ là bởi vì ta là con của ngài, chờ mong mà ta nói đến không có quan hệ gì với thân tình, tựa như ngài. Bảo vệ nhiều người như vậy, thủy chung khổ tu, không phải là vì không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ tín nhiệm chính mình hay sao? Ở trong lòng ngài, vĩnh viễn cũng không chờ mong người khác có thể cứu mình, ngài chỉ tin tưởng chính mình có thể bảo vệ mình. Hàn Tuyệt lần nữa trầm mặc, không thể không nói, tiểu tử này coi như là nhìn thấu hắn. Hàn Tuyệt quả thật không có ôm quá lớn chờ mong đối với bất kỳ người nào, hắn bồi dưỡng quân đoàn ma thần chỉ là hy vọng sau này có thể giúp hắn giảm bớt phiền phức. Hắn cũng không hy vọng xa vời ẩn môn hay quân đoàn ma thần có thể cứu hắn trong thời điểm hắn nguy nan. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình lâm vào bên trong tuyệt cảnh. Đây cũng là lý do vì sao hắn đã cường đại như thế, nhưng vẫn luôn bế quan. Phụ thân, để cho ta thử xem đi. Hàn Thác nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói từng chữ một. Hình tượng của hai người quả thật giống cha con, tuy nhiên nhìn Hàn Thác càng già nua hơn. Hàn Tuyệt nói, được, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, tuy nhiên nếu ma tổ uy hiếp được ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đối với lão, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không xin tha cho lão. Hàn Thác bất đắc dĩ nói, ta làm sao có thể xin tha cho lão? Ta chỉ là vì chính mình, đối với lão cũng không có hảo cảm. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu liền giải trừ mộng cảnh, nếu như thật gặp phải tử cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể kêu gọi ta. Trên một mảnh đất hoang vu, ngẩng đầu chính là tinh không rực rỡ. Hàn Thác đã tọa ở trên một ngọn núi, y mở to mắt, cảm thấy vừa cảm động, vừa khổ sở, ngài vẫn cảm thấy ta không được. Gió lạnh âm lãnh thổi qua, tóc trắng của Hàn Thác lập tức phấp phới. Di Thiên bỗng nhiên đi tới, y cũng tương tự như Hàn Thác, hình tượng cũng phát sinh biến hóa, toàn thân giáp đen dữ tợn. Tóc đen dài đến gót chân, khuôn mặt nóng nảy điên cuồng, cho dù không nói lời nào cũng làm cho người cảm giác rất ngông cuồng. Đang suy nghĩ cái gì đấy? Đoán chừng ma tổ chuẩn bị kết thúc, tên kia thật là kinh tởm, ăn sống thi thể của hỗn độn ma thần cổ xưa. Di Thiên ngồi bên cạnh Hàn Thác nói. Hàn Thác hỏi, Di Thiên, ngươi có nghĩ tới chính mình tại sao lại tu luyện, cả đời này là vì cái gì hay không? Di Thiên sửng sốt, cười nói, đương nhiên, ta muốn trở thành tồn tại cường đại nhất. Tương tự như Tề Thiên Đại Thánh mà ngươi đã từng kể cho ta nghe vậy. Hàn Thác lãnh đạm nói, Tề Thiên Đại Thánh sau cùng đã trở thành đấu chiến thắng Phật. Di Thiên tự tin cười nói, đó là vì y đã thất bại, nếu như ta thành công, ngay cả Như Lai đều phải quỳ ở trước mặt ta. Hàn Thác nhìn nụ cười của y, không khỏi xuất thần. Di Thiên tựa như vĩnh viễn lạc quan như vậy, không có tim không có phổi. Di Thiên cảm nhận được cảm xúc của Hàn Thác, vỗ bờ vai của y, cười nói, đừng cả ngày nghĩ những thứ vô bổ này. Đệt mợ nó, ngươi còn có cha có thể dựa vào, có phải ngươi biết được chính mình làm thế nào cũng sẽ không chết được, cho nên muốn tự làm cho mình không thoải mái phải không? Hàn Thác cười mắng, ngươi biết cái gì, ta là đang suy tư, suy nghĩ, ngươi hiểu không?
Di Thiên nhếch miệng cười nói, đợi lão tử vượt qua ngươi, sẽ dẫm ngươi dưới chân. Ngươi ngay cả tinh lực để suy nghĩ ngươi cũng sẽ không có, chỉ có thể nghĩ đến chuyện làm như thế nào để siêu việt lão tử. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 778, thân phận của ma tổ, không gian bản nguyên. Bất luận tồn tại nào, chỉ cần có linh trí thì cũng sẽ có lúc gặp phải thời khắc mê mang. Hàn Tuyệt biết rõ điểm này, hắn cũng thường xuyên mê mang. Cũng tỷ như hiện tại, hắn chỉ có 6 thành phần thắng khi đối mặt lục viên ma tổ, mấu chốt là lục viên ma tổ còn đang khôi phục thực lực. Điều này cũng không hay. Hàn Tuyệt cần phải lấy ra ách vận thư và linh thạch thiên đạo, bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn lại báo mộng cho Tà Thiên Đế. Mộng cảnh vẫn như cũ là khu rừng nhỏ bên ngoài Ngọc Thanh Thánh Tông. Tà Thiên Đế mở mắt, thấy Hàn Tuyệt, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lão trước tiên nói, thật có lỗi, trẫm không bảo vệ tốt con của ngươi. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ là ta phải xin lỗi ngươi mới đúng, tiểu tử này đầu óc không bình thường nên làm bị thương ngươi rồi, không nên trách tội y. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, sao trẫm lại trách y được chứ, y có công lao khá lớn với thiên đình, thật sự y muốn rời đi thì trẫm sẽ không ngăn cản. Huống hồ gì người tổn thương trẫm thật ra không phải y, chủ yếu là sức mạnh của ma tổ thông qua thân thể y làm trẫm bị thương, lúc ấy y cũng rất hoảng và tự trách, trẫm có thể nhìn ra được. Nhắc tới cảnh tượng lúc đó, Tà Thiên Đế thổn thức không thôi. Thật ra tình huống như vậy lão đã sớm trải qua. Người thường đi chỗ cao, lão chuyển giao không ít thiên kiêu đến các môn phái của thánh nhân, cho nên cũng không có bị đả kích gì. Hàn Tuyệt hỏi, tại sao lúc ấy không triệu hoán ta? Tà Thiên Đế hồi đáp, vị ma tổ này không đơn giản, cổ xưa tột cùng, sống cùng một thời đại với bàn cổ, sau hóa thành tâm ma của đạo tổ. Tuy bị đạo tổ chảm đoạn, nhưng lão và đạo tổ đã thành lập liên hệ không thể phân cách, đạo tổ không chết thì lão liền không chết, tồn tại như vậy trẫm không hy vọng ngươi sẽ trêu chọc chúng. Hàn Tuyệt nhíu mày, khoa trương như vậy sao? Đạo tổ chính là một trong những tồn tại mà Hàn Tuyệt coi là boss cuối, khó đối phó rồi đây. Tà Thiên Đế nói, đi theo ma tổ, quả thật Hàn Thác có thể trở nên càng mạnh hơn, nếu như y có ý định đó rồi, vậy liền để cho y đi đi. Ngữ khí của lão mặc dù có chút tiếc hận, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Ồ, ngươi tựa hồ đánh giá ma tổ rất cao. Hàn Tuyệt hỏi. Tà Thiên Đế nói, không sai. Nếu như thiên địa sơ khai sau khi đạo ma tranh đấu, ma tổ thắng thì lão chính là đạo tổ, chưa lão càng kém hơn thiên đạo bây giờ. Vị ma tổ này trong lòng luôn có chí nguyện to lớn, cũng không phải chỉ đơn thuần là trở nên mạnh mẽ, lão cũng có khát vọng với hòa bình. Trước khi bàn cổ khai thiên tích địa, trong 3.000 hỗn độn ma thần cũng không phải là đều có năng lực chiến đấu tốt. Vị ma tổ này chính là một trong những tồn tại chán ghét chiến tranh, thế nhưng thân bất do kỷ. Hàn Tuyệt im lặng, nghe ra hình như lại là một câu chuyện xưa đầy bi thương. Tà Thiên Đế cười nói, tạm thời không cần đi quản ma tổ, đều có người đối phó vị ấy. Về phần Thác Nhi, trẫm cảm thấy y có đại vận khí. Không chỉ là y mà còn có Di Thiên, rất nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh. Hai người này đều dựa vào thực lực của chính mình vượt qua. Trong nhận thức của trẫm biết, người mà có thể liên tục tìm được đường sống trong chỗ chết, lại còn không ngừng trở nên mạnh mẽ là người có đại vận khí. Hơn nữa trẫm có cảm giác, về sau Thác Nhi và Di Thiên sẽ chấn động toàn bộ hỗn độn, bọn họ chưa hẳn kém hơn so với ngươi. Hàn Tuyệt cười ha hả hỏi, thật vậy sao? Hắn đột nhiên hiểu rõ tại sao Hàn Thác lại ủy khuất. Vừa có Tà Thiên Đế điên cuồng đánh máu gà cho y, vừa có Hàn Tuyệt là phụ thân như vậy. Ha ha ha, Thác Nhi trở nên mạnh mẽ, ngươi vị phụ thân này không phải được thơm lây hay sao? Đúng rồi, ngươi không phải còn một vị nhi tử sao? Ngươi nếu không muốn mang theo y, có thể giao cho trẫm. Tà Thiên Đế mặt lộ ra vẻ chờ mong. Lão luôn rất chờ mong với vị tiểu nhi tử thần bí kia của Hàn Tuyệt, vậy mà có thể khiến cho Hàn Thác huyết mạch cộng hưởng, ít nhất tư chất cũng phải vượt qua Hàn Thác. Hàn Tuyệt cả giận nói, ngươi làm sao cứ nhìn chằm chằm vào con của ta vậy hả? Tiểu tử kia tư chất không được, căn bản không thể so với Hàn Thác. Hơn nữa mẫu thân y cả ngày mang theo y, không nỡ buông để cho y rời khỏi. Thật vậy sao? Đáng tiếc, trẫm cảm thấy tư chất của y nhất định được, chỉ là không bị phát hiện mà thôi. Về sau có cơ hội lại cho đến dưới tay ngươi, vì ngươi khai cương khoách thổ. Lời này của ngươi nói được,
trẫm giống như lại đang chiếm tiện nghi của ngươi vậy. Nào có, thiên đế bệ hạ đại công vô tư, sao ta dám nghĩ như vậy? Tiểu tử thối, đã quên ngươi trước kia ở trước mặt trẫm đã tất cung tất kính cỡ nào, cánh cứng cáp rồi, không cho trẫm mặt mũi. Làm sao có thể? Hai người bắt đầu đấu võ mồm, nụ cười trên mặt lẫn nhau đều không tan biến. Hàn Tuyệt mở to mắt, nói chuyện xong với Tà Thiên Đế, hắn liền bỏ qua ý niệm muốn tìm ma tổ tính toán trong đầu. Trước tiên cứ thả lão một đoạn thời gian đã. Hàn Tuyệt đang muốn nhắm mắt tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ chấn động kỳ quái. Hắn chợt liếc mắt nhìn đi. Ánh mắt xuyên qua từng tòa kiến trúc, rơi trên phù tăng thụ, chỉ thấy không gian xung quanh phù tăng thụ vặn vẹo kịch liệt. Hàn Tuyệt lập tức đi đến trước phù tăng thụ, hắn vừa muốn hành động, phù tăng thụ đột nhiên biến mất. Phù tăng thụ cao đến mấy vạn trượng đột nhiên biến mất, đánh sâu cực lớn vào thị giác, thủ vệ đạo tràng đang ở trên cây, A Đại, Tiểu Nhị, Hắc Ngục Kê nhào nhào rơi xuống, tất cả đều mang vẻ mặt buồn bực. Cùng lúc đó, bất an trong lòng Hàn Tuyệt cũng tan biến, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lúc trước hắn tâm thần không yên, thực sự không phải là bởi vì Hàn Thác, mà là vì phù tăng thụ. Hắn vận dụng mô phỏng thí luyện kiểm trắc xung quanh, cũng không phát hiện cường địch thần bí. Hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo, nếu thật là có đại năng thần bí ra tay, nếu gã có thể xuyên qua trận pháp của đạo tràng, thì thật sự là quá đáng sợ. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu liền biến mất, các ngươi tiếp tục tu luyện, việc này liền coi như chưa từng phát sinh qua. Hắn trở lại trong đạo quán, bắt đầu suy tính. Rất nhanh, hắn liền bắt được phù tăng thụ. Phù tăng thụ dẫu sao vẫn còn yếu hơn Hàn Tuyệt rất nhiều, Hàn Tuyệt đều không cần vận dụng công năng diễn hóa, dựa vào chính mình có thể tính ra. Chỉ là Hàn Tuyệt không ngờ khoảng cách bây giờ của phù tăng thụ vậy mà đã xa thiên đạo như vậy, còn xa hơn so với lĩnh vực Thái Sơ. Phù tăng thụ xuất hiện trong một mảnh không gian mờ mịt tràn ngập cuồn cuộn hỗn độn chi khí, bốn phía không có sinh linh. Nhánh cây của nó bắt đầu rung rung, lá cây không ngừng thoát ly, cùng hóa thành cho bụi, hình thành một vào ánh sao li ti thắp sáng cảnh quang xung quanh. Hàn Tuyệt cũng không tính đến những tồn tại khác, chẳng lẽ là phù tăng thụ tự mình chạy ra hay sao? Nhưng nó nào có bổn sự như này? Là ai trợ giúp phù tăng thụ chạy ra Bách Nhạc Tiên Xuyên vậy? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm, có muốn tiếp tục hay không? Là sáng tạo đạo giả sao? Tiếp tục. Trái tim Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc. Là không gian bản nguyên, phù tăng thụ mãnh liệt muốn hóa hình, xúc động tới không gian bản nguyên. Dưới ý nguyện của nó, phù tăng thụ đi đến khu vực nguyên thủy của hỗn độn, chuẩn bị thân hóa vạn vật, muốn nhờ vào công đức đại đạo mà hóa hình. Hàn Tuyệt thấy được tin tức này, vẻ mặt không khỏi phức tạp. Quả thật rất sớm từ trước kia phù tăng thụ liền đề cập qua muốn hóa hình, nhưng nó chính là thái cổ thần thụ, có quy tắc đặc thù ước chế. Dù là thánh nhân đại đạo như Hàn Tuyệt cũng không cách nào trợ nó cưỡng ép hóa hình. Hắn đưa ra ý kiến để cho phù tăng thụ bỏ qua thân cây, nhưng phù tăng thụ không có lập tức đồng ý. Hàn Tuyệt vốn định hỏi thăm phù tăng thụ, nhưng cũng không biết nên hỏi cái gì. Bây giờ đạo tràng đã không cần phù tăng thụ cung cấp linh khí, nếu như hắn trợ giúp không được phù tăng thụ, sao không để cho phù tăng thụ đi truy tìm con đường của mình? Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Hắn cũng không phải thương tâm, chỉ là có chút cảm khái. Hàn Thác, phù tăng thụ, đám ba người đạo chí tôn, với đám người chu phàm cũng bắt đầu một mình đảm đương một phía, có con đường riêng mà mình muốn theo đuổi. Bọn họ đã không còn là kẻ yếu cần dựa vào Hàn Tuyệt che chở. Đã như vậy, vậy ta liền ôm kỳ vọng đối với các ngươi, đợi đến khi các ngươi trong tương lai có thể làm ta vui mừng, nhưng mà các ngươi chắc chắn không thể nào vượt qua ta được. Hàn Tuyệt thì thào tự nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 779, Vĩnh Hằng Thần Tộc, Thách Thức Thánh Nhân. Việc phù tăng thụ biến mất đã tạo thành chấn động bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhưng mà Hàn Tuyệt không nói gì, các đệ tử cũng rất nhanh không bàn lại sự tình này nữa. Bọn họ cho rằng phù tăng thụ biến mất là do Hàn Tuyệt gây nên. Hàn Tuyệt lại vào trạng thái tu hành. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Thế sự xoay vần, năm tháng như thoi đưa. Năm vạn năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Mấy trăm năm trước, Huyền Đô Thánh Tôn truyền âm cho hắn, nói chờ khi hắn kết thúc bế quan thì đi đến Điện Càn Khôn.
Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy vào trong điện càn khôn, Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt, tiếp, đó truyền âm cho những thánh nhân khác. Ngồi bên cạnh Huyền Đô Thánh Tôn, Hàn Tuyệt khẽ cười nói, gần đây tu vi tăng trưởng không ít nha. Huyền Đô Thánh Tôn mỉm cười nói, toàn bộ nhờ vào vận khí của thiên đạo, không chỉ có một mình ta, những thánh nhân khác cũng có tiến bộ. Trước khi thiên đạo bắt đầu lại, các vị thánh nhân trải qua 100 triệu năm, tu vi đều chưa hẳn sẽ tăng trưởng. Rất nhanh, những thánh nhân khác lần lượt đã đến. Thiên đạo lại nhiều thêm một vị tân thánh, đến từ Phật Môn, chính là thần uy Phật Tổ sớm đã vang danh. Bây giờ Phật Môn đã có 3 vị thánh nhân, cầu Tây Lai bắt đầu phát lực. Đối với điều này, những thánh nhân khác đã không còn gì để nói, thần uy Phật Tổ quả thật lợi hại, vô luận là tu vi, vận khí hay là uy danh, đều đứng đầu tại tiên giới hiện thời, nếu ngay cả y đều không thể chứng đạo, thì thật sự là không thể nào nói nổi. Hàn Tuyệt trước kia liền nghe nói qua danh tiếng của thần uy Phật Tổ, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Từ khi danh tiếng của thần uy Thiên Thánh truyền ra, thần uy Phật Tổ lại bị cho rằng là đệ tử của thần uy Thiên Thánh. Thần uy Phật Tổ cũng không phủ nhận, y đã từ cầu Tây Lai biết được Phật Môn phân chia bè phái như thế nào. Đợi toàn bộ thánh nhân ngồi xuống, Huyền Đô Thánh Tôn mới mở miệng nói, trước tiên nói một chút về sự tình trăm phương thiên địa kết minh lúc trước. Sơ bộ đã đạt thành ước định đồng minh, về sau cùng tiến cùng lui, thiên đạo coi như là một trong những minh chủ chủ yếu. Hàn Tuyệt không có hứng thú đối với tình hình giao thiệp giữa các phương thiên địa, vì vậy kiểm tra thông báo. Đồ tôn Sở Thế Nhân truyền bá Phật lý, Phật chi đại đạo tăng cường hảo hữu Khổng Tước thần quân gặp phải hảo hữu Đế Giang tập kích, bị trọng thương hảo hữu Đế Tuấn và đại năng thần bí luận đạo, đạo hạnh tăng trưởng hảo hữu Tần Linh dung hợp vận khí của thiên đạo, luyện được thần thông thiên đạo. Hảo hữu Thiên Ách đại đế gặp phải đại năng thần bí tập kích hảo hữu Mệnh vận đạo nhân quan sát mệnh vận Trường Hà trong hỗn độn, cảm ngộ vận mệnh chi đạo hảo hữu Tỳ Thiên lão tổ cảm ngộ được nhân quả đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng nhi tử Hàn Thác được đại năng thần bí chỉ điểm. Luyện được thần thông đại đạo hảo hữu Di Thiên được đại năng thần bí chỉ điểm, luyện được thần thông đại đạo giới bằng hữu càng ngày càng có nhiều điều thú vị. Thật đặc sắc, điều này cũng có thể nhìn ra thế cục hỗn độn đang thay đổi bất ngờ. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt nhíu mày, lượng kiếp đại đạo sẽ không tới sớm chứ. Không đến mức đó, chỉ cần Hồng Mông Ma Thần không ra, lượng kiếp đại đạo cũng sẽ không mở ra. Nhiều nhất xuất hiện sớm hơn lượng kiếp bình thường mà thôi. Hàn Tuyệt thấy Hàn Thác và Di Thiên đều luyện được thần thông đại đạo, xem ra lục viên ma tổ vẫn có chút chịu bồi dưỡng, đối với hai vị hậu bối cũng là nghiêm túc dạy bảo. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, Huyền Đô Thánh Tôn cũng nói xong sự tình kết minh với những thiên địa khác, việc này được xem là đại công, có tác dụng xúc tiến thiên đạo phát triển trong hỗn độn. Việc này hoàn toàn là Huyền Đô Thánh Tôn chủ đạo, cho nên càng thêm chứng minh Huyền Đô Thánh Tôn sáng suốt và có năng lực như thế nào. Các tân thánh đều tràn đầy kính sợ với Huyền Đô Thánh Tôn, không hổ là đại năng có địa vị ngang bằng cùng với thần uy Thiên Thánh. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, dạo gần đây hỗn độn lại xuất hiện hai thế lực cường đại, một là ma tổ từ bên trong cổ hoang trốn ra. Lão đang trắng trợn chiêu binh mãi mã, đối tượng thu nạp chủ yếu là thiên kiêu trẻ tuổi, việc này cần thiên đạo đề phòng nhiều thêm nữa. Hai là Vĩnh Hằng Thần Tộc, Vĩnh Hằng Thần Tộc đều là Vĩnh Hằng Thần Linh, cái gọi Vĩnh Hằng Thần Linh chính là một loại thần linh đã siêu thoát. Mặc dù không bằng thần linh đại đạo nắm giữ quy tắc, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Vĩnh Hằng Thần Linh tên như ý nghĩa, tồn tại vĩnh hằng, mỗi một vị Vĩnh Hằng Thần Linh đều là tồn tại không thể giết chết. Lúc nhắc tới ma tổ, chư thánh liếc về Tiêu Đại Đế. Tiêu Đại Đế mặt không cảm xúc, dường như ma tổ cũng không có quan hệ với gã. Hàn Tuyệt lại cảm thấy hứng thú đối với Vĩnh Hằng Thần Linh. Hàn nhớ kỹ Đế Tuấn chính là Vĩnh Hằng Thần Linh, chẳng lẽ Đế Tuấn cũng không thể giết chết sao? Làm thế nào để tru sát Vĩnh Hằng Thần Linh vậy? Hàn Tuyệt hỏi hệ thống. Cần khấu trừ 2.000 ức năm tuổi thọ, có muốn tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tru sát bản thể và đạo quả Vĩnh Hằng của gã đạo quả Vĩnh Hằng. Cái gọi là đạo quả càng giống như là quy tắc hỗn độn, tự như thánh cảnh có đạo quả hỗn nguyên, đạo quả chính là sản vật do pháp lực ngưng tụ mà thành. Có khác thần thông, muốn chứng đạo phải để cho đạo quả cảm ngộ đại đạo, lột xác thành hỗn nguyên. Đạo quả Vĩnh Hằng đại biểu cho quy tắc Vĩnh Hằng hay sao? Quy tắc và đại đạo lại khác nhau như thế nào? Hàn Tuyệt không tiếp tục vận dụng công năng diễn hóa, những vấn đề này hắn có thể tìm kiếm đáp án trong lúc tu hành, không cần thiết lãng phí tuổi thọ. Chư Thánh bắt đầu thảo luận như thế nào để đề phòng hai thế lực cường đại tiếp cận, Vĩnh Hằng Thần Tộc tạm thời có thể mặc kệ, khoảng cách đến thiên đạo xa xôi.
Nhưng ma tổ liền không giống nhau, trong thiên đạo có vô số kể ma tộc và ma tu. Tiêu đại đế nói, ta sẽ thống nhất tốt ma đạo, sẽ không cho ma tổ cơ hội. Cầu Tây Lai âm dương quái khí mà nói, không biết tiêu đạo hữu và ma tổ còn liên hệ hay không. Tiêu đại đế nói khẽ, nếu thật có, lúc xảy ra kiếp nạn của thiên đạo, ta đã sớm rời đi, hà tất chịu đau khổ trông coi thiên đạo làm gì. Những thánh nhân khác đều cảm thấy có lý. Những thánh nhân thế hệ trước hầu như đều chảm đoạn liên hệ với bối cảnh của riêng từng người rồi, tuy rằng về sau lại kết giao lần nữa, nhưng bọn họ đã không còn liên hệ với những thánh nhân đại đạo kia, duy chỉ có mệnh là không mà thôi. Bây giờ bọn họ thuộc về thiên đạo. Tiếp tục quán triệt tinh thần tu hành vì thiên đạo mà chiến, đây đã là biện pháp tốt nhất. Tất nhiên sẽ có thiên kiêu bị móc đi, chúng ta có thể bảo vệ phần lớn thiên kiêu trung thành với thiên đạo. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, những thánh nhân khác nhao nhao mở miệng. Hàn Tuyệt không có xen vào, hắn cũng không có hứng thú với những chuyện này, hắn chẳng muốn nhúng tay, cũng tin tưởng các vị thánh nhân có thể xử lý tốt. Huyền Đô Thánh Tôn cố ý tìm đến hắn, đoán chừng đằng sau còn có chuyện lớn. Ngay tại thời điểm chư thánh đang thảo luận, ngoài điện truyền đến một thanh âm vô cùng vang dội, ta chính là hậu duệ bàn cổ, Hạ Chí Tôn, hôm nay đặc biệt tới khiêu chiến thánh nhân. Lời vừa nói ra, biểu cảm của chư thánh trở nên cổ quái. Hàn Tuyệt vui vẻ, còn có trò hay để xem sao. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, Hạ Chí Tôn là đệ tử của ai vậy hả? Trượng Cô Tinh nói lúng túng, là thiên kiêu của thần cung, tư chất của gã cực cao, tại thần cung bên trong cũng coi như số 1 số 2. Từ sau khi gã trở thành vô địch trong thần cung, tâm tính trở nên kiêu ngạo, không để bất luận kẻ nào vào mắt, gã cảm thấy chính mình có thể vượt qua cả bàn cổ. Vượt qua bàn cổ hả? Các vị thánh nhân mặt lộ ra vẻ mặt khinh thường. Vô Pháp Thiên Tôn nói, giết đi, để tránh ngày sau trở thành mầm tai vạ. Trượng Cô Tinh vội vàng nói, người này tuy rằng cuồng vọng, nhưng không cần phải giết, gã chỉ là muốn thử xem sức mạnh của thánh nhân. Không đáng trực tiếp tru sát, huống hồ nếu như gã trưởng thành, cũng tăng thêm chiến lực cực lớn cho thiên đạo. Từ đố đạo âm dương quái khí mà nói, nếu không giết, vậy thì dù sao cũng phải khiển trách một chút, nếu không uy nghiêm của thánh nhân để ở đâu. Hôm nay tới một vị Hạ Chí Tôn, ngày sau lại tới một vị Trần Chí Tôn, Lỗ Chí Tôn, Đường Chí Tôn, chẳng phải là rối loạn dùng beng lên hết sao? Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 780, chuẩn bị cho lượng kiếp. Không sai, thách thức thánh uy, nhất định phải bị khiển trách, để cho gã chuyển thế trùng tu đi. Quá độc ác rồi, muốn bồi dưỡng ra một vị thiên kiêu không dễ dàng chút nào đâu. Thiên đạo còn thiếu thiên kiêu hay sao mà lo? Mấu chốt là chúng ta có muốn ra tay hay không, nếu ra tay chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Chư Thánh bắt đầu thảo luận về Hạ Chí Tôn. Hàn Tuyệt im lặng, nói, không nên bởi vì nhỏ làm mất lớn, xem kế tiếp gã có hành vi như thế nào rồi mới định đoạt đi. Từ góc nhìn của hắn xem ra, đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần thiết trở thành tiêu điểm để Chư Thánh cùng nhau thảo luận. Chư Thánh lúng túng cười một cái, sau đó tiếp tục thảo luận chuyện lúc trước. Cùng lúc đó, ở ngoài điện, một tên nam tử mặc áo bào trắng đang lơ lửng trong hư không, tướng mạo của gã tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí phách của một cường giả. Hạ Chí Tôn, thiên kiêu đệ nhất thần cung, gã cũng tự nhận là thiên kiêu đệ nhất thiên đạo. Từ sau khi gã đạt thành đại la, tung hoành tiên giới, bốn phía thách thức cường giả, chưa từng chiến bại qua, tu vi của gã cũng liên tục tăng lên vượt bậc. Đứng ở 10 thứ hạng đầu vạn năm qua, gã còn đi qua hỗn độn lang bạt, cùng cảnh giới bên trong vẫn không có gặp phải địch thủ bao giờ. Bây giờ gã đột nhiên muốn khiêu chiến thánh nhân. Nhưng ở bên trong hỗn độn mênh mông, muốn gặp phải thánh nhân rất khó. Gã chỉ có thể trở lại thiên đạo, ít nhất cũng biết được thánh nhân có ở bên ngoài tầng trời thứ 33. Tại sao không để ý tới ta chứ? Hạ Chí Tôn nhíu mày, gã cũng biết chỉ dựa vào tu vi của mình thì có chút đường đột, nhưng gã thật sự là kiềm chế không được ý nghĩ muốn khiêu chiến thánh nhân. Gã lâm vào, cảnh lưỡng nan. Từng cái đạo tràng bên ngoài tầng trời thứ 33 của thánh nhân đều có đệ tử đang tu luyện, đều là cường giả của tiên giới. Nếu gã cứ như vậy rời đi, chẳng phải là rất mất mặt hay sao, làm sao có thể để cho chúng sinh chế nhạo được. Nhưng nếu như gã tự ý xông vào đạo tràng của thánh nhân, chẳng phải là đắc tội thánh nhân hay sao?
Tuy gã lợi hại, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của một đám thánh nhân. Hạ Chí Tôn trong lòng có chút hối hận, gã chỉ có thể kiên trì đợi, tiếp tục chờ đợi. Mấy canh giờ sau, các vị thánh nhân đã thương thảo xong như thế nào củng cố lòng trung thành của đám thiên kiêu với thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn Hàn Tuyệt, nói, thiên đạo bắt đầu lại cũng đã 100 vạn năm, cũng nên có lượng kiếp lần đầu tiên rồi, nhưng Tần Linh là người vốn nên dấy lên lượng kiếp cũng không ở trong thiên đạo. Khác biệt với trước khi thiên đạo bắt đầu lại, lượng kiếp bây giờ chủ yếu là để cho chúng sinh phát tiết. Lúc này mặc dù hòa bình, nhưng có rất nhiều người tu hành lợi dụng quy tắc hòa bình ức hiếp người nhỏ yếu hơn. Chân chính thái bình thịnh thế rất khó có thể thực hiện. Hàn Tuyệt hỏi, lượng kiếp có hình thức gì vậy? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta đã liên tục suy nghĩ, trực tiếp khơi mào chiến tranh cũng không phải là chuyện tốt. Vậy thì đợi lúc quy củ của lượng kiếp đi theo cựu thiên đạo cùng nhau mất đi, ta dự định lấy nhân tộc, thần cung và Phật môn là chủ yếu. Để cho Tần Linh chuyển thế trở thành một tên phàm nhân, bởi vì khi còn trẻ chịu nhiều khổ cực. Tộc nhân bị đệ tử Phật môn trong lúc hàng yêu phục ma mà ngộ sát, mang theo thân thế và cơ duyên như vậy mà xảo hợp gia nhập thần cung, trở thành thiên kiêu. Tần Linh vì muốn báo thù, muốn lật đổ Phật môn, lúc này, giáo phái và chủng tộc của những thánh nhân khác cũng có thể gia nhập. Hoặc là hỗ trợ Tần Linh, hoặc là hỗ trợ Phật môn cũng phải duy trì quy tắc hòa bình. Sau khi một trận, đại chiến kết thúc, Phật môn tự vẫn bỏ mình trong lượng kiếp, phát ra chí nguyện to lớn, khiến cho chúng sinh đau buồn thương xót, tâm ý kiên định hướng về hòa bình cho thiên đạo. Còn Tần Linh sẽ ngộ đạo, đạo tâm thông thấu, hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện mình lần nữa lại gây ra lỗi lầm, liền quy y Phật môn, ngày sau phát huy mạnh Phật lý hòa bình của Phật môn. Cái kịch bản này không tệ. Trong lòng Hàn Tuyệt thỏa mãn, việc này tương đương với cho Tần Linh mạ vàng, độ danh khí. Giai đoạn trước Phật môn có khả năng bị phỉ nhổ, nhưng sau khi lượng kiếp kết thúc, Phật môn sẽ được tẩy trắng lần nữa, thậm chí thu được rất nhiều đệ tử nô nức tấp nập gia nhập. Tần Linh chính là đồ tôn mà Hàn Ngọc yêu quý nhất, Hàn Tuyệt tự nhiên không thể để cho Tần Linh chịu thiệt. Hàn Tuyệt nói, thân thể của Tần Linh sẽ ở lại ẩn môn, hồn phách chuyển thế, trước khi y báo thù sẽ không đánh lại đại năng của Phật môn. Sinh ra tuyệt vọng, sau này mới được Lý Huyền Áo báo cho bối cảnh của kiếp trước, vì vậy mới đi đến Bách Nhạc Tiên Xuyên. Quy cầu lực lượng cường đại, ta sẽ trả lại thân thể cho y, để cho y thoát ly nỗi khổ phàm trần, đồng thời khôi phục lại thực lực, kết thúc lượng kiếp. Huyền Đô Thánh Tôn tán thán nói, cái chủ ý này tốt. Những vị thánh nhân thế hệ trước cũng đồng ý, cầu Tây Lai cũng không có ý kiến, nhìn như Phật môn chịu thiệt, nhưng lượng kiếp chỉ cần thuận lợi diễn ra, Phật môn ngược lại là có lợi nhất. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lý niệm chủ yếu của Phật môn là vì chúng sinh thái bình. Những vị thánh nhân thuộc thế hệ mới thì lại có vẻ mặt cổ quái. Đây là chân tướng của lượng kiếp sao? Thánh nhân đã định ra toàn bộ quá trình, bao gồm cả kết cục. Tân Thánh hồi tưởng lại những lượng kiếp trong truyền thuyết kia, không khỏi sợ hãi trong lòng. Bên trong tối tăm đều có định số. Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, đúng lúc, ngoài cửa không phải có một vị hậu bối lỗ mãng hay sao? Không bằng để cho gã cùng. Với Tần Linh đánh một trận, lại lưỡng bại câu thương, hai đại thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời vì tranh đoạt thánh vị mà cùng nhau vẫn lạc, trở thành giai thoại lưu danh muôn đời. Mang theo bối cảnh truyền kỳ như vậy mà chuyển thế, không phải càng có ý nghĩa sâu sắc hơn hay sao? Cầu Tây Lai cười nói, ta tán thành. Trưởng Cô Tinh muốn nói lại thôi, đây là muốn Hạ Chí Tôn chết. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn chết, sau khi lượng kiếp kết thúc còn có thể phục sinh. Nhưng y sợ bị các vị thánh nhân bày bố một trận. Trưởng Cô Tinh nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt có chút ý muốn xin giúp đỡ. Hàn Tuyệt nói, ta nghĩ rằng việc này có thể thực hiện. Kiếp sau Hạ Chí Tôn chính là hảo huynh đệ tốt nhất với Tần Linh trong thần cung, hai huynh đệ cùng nhau đối kháng Phật môn, cuối cùng trở về thần cung. Ngụ ý chính là hắn muốn bảo vệ Hạ Chí Tôn. Các vị thánh nhân đừng có mà ra vẻ. Trưởng Cô Tinh thở dài một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn về hướng Hàn Tuyệt. Những thánh nhân khác nhao nhao tán dương Hàn Tuyệt nhân đức. Tấn Thần thấy được âm thầm cảm thán. Đây là bộ mặt xấu xí của quyền lực. Hạ Chí Tôn còn dính đến Bàn Tâm, dù sao cũng là hậu duệ của Bàn Cổ. Đáng tiếc Bàn Tâm dạo gần đây không có ở thiên đạo. Nhưng mà nhận được sự đồng ý của Hàn Tuyệt, vậy thì không có vấn đề gì, lượng kiếp đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Sự tình về lượng kiếp được định ra như vậy, Hàn Tuyệt biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa đi thì các vị thánh nhân đều trầm tĩnh lại, bắt đầu cười cười nói nói, không có nghiêm túc như lúc trước nữa.
Lý Thái Cổ ý vị thâm trường nói, Trưởng Cô Tinh, ngươi quản giáo thần cung vẫn là quá nới lỏng. Hôm nay Hạ Chí Tôn có thể trốn thoát một kiếp, Hàn tiên bối còn có thể lại cứu vị Hạ Chí Tôn thứ hai hay sao? Trưởng Cô Tinh thở dài nói, quả thật nên quản giáo nghiêm khắc hơn nữa. Y đứng dậy, chuẩn bị đi giáo huấn Hạ Chí Tôn. Hôm nay trong lúc thánh nhân thương nghị, thể diện của y coi như là mất hết. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt báo mộng cho Chu Phàm, nói sự tình về lượng kiếp cho Chu Phàm, lại để cho y chuyển cáo Tần Linh, để cho Tần Linh nắm chắc thời gian trở về. Tần Linh trong lượng kiếp sẽ chịu khổ, nhưng sau khi lượng kiếp kết thúc sẽ thu được một lượng vận khí khổng lồ của thiên đạo. Có thể tăng trưởng tu vi, đồng thời kỳ danh cũng được truyền lưu muôn đời bên trong thiên đạo, không ngừng hấp thu tín ngưỡng, có lợi vô cùng. Đây là thánh nhân sao? Có thú vị. Hàn Tuyệt mở to mắt, thì thào tự nói. Không thể không nói, khâm định vận mệnh của người khác thậm chí là vận mạng của chúng sinh như vậy có cảm giác rất mỹ diệu, thảo nào các vị thánh nhân trầm mê trong đó. Hàn Tuyệt không tính là hạng người lương thiện gì, nhưng là tuyệt đối không phải ác nhân, lượng kiếp thiết lập lại như vậy. Hắn cũng thấy là rất tốt, tổng thể tốt hơn nhiều so với tích góp mâu thuẫn, sớm muộn trật tự cũng bị rối loạn mà thôi. Muốn làm cho cả thiên đạo duy trì xu thế phát triển tốt đẹp, dù sao cũng phải hy sinh vài thứ. Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát thiên đạo, toàn bộ chúng sinh muôn màu muôn sắc đều thu vào trong mắt hắn. Oan hồn tồn tại trong tiên giới và chư thiên vạn giới đúng là tăng nhiều, tuy rằng tạm thời chưa thể ảnh hưởng tới thế cuộc của thiên đạo, nhưng tốc độ này quả thật không thể lạc quan. Thảo nào Huyền Đô Thánh Tôn muốn bắt đầu chuẩn bị lượng kiếp. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.